Ok, hello. Hello. Xin chào tất cả các em. Ok, các bạn vừa thi thử xong chưa? Rồi. Ok, lâu lâu chúng ta mới gặp nhau trên pet. Ok, để xịn không các em? Để xịn không? Chào hỏi nhau chút rồi chữa luôn nhá. Chúng ta có 5 phút để chào nhau những buổi cuối. Đấy. Bạn nào mà được thầy chào trong livestream đi thi auto. Lụi auto trúng luôn. Ok, let's go nhá. Yeah. Không làm sao làm mình lùa bọn 2K3 nó học đông đông vào nó phải chăm chăm lên tí. Nãy like cho 2K3 nó rớt rãi lắm, nó vẫn còn ngu ngang ngu ngơ ấy. Nó vẫn chưa biết cách học like các em ạ. Nó vẫn còn nhát. Like cho 2K2 thì nó vui hơn. Ok, đứa nào có em muốn thì giới thiệu thầy chăm dần cho nó phải đẹp trai dần nhá. Chứ để 2K3 đàn anh đàn chị đẹp trai hết rồi mà để 2K3 nó rất ra yếu đuối như thế là không được. Rồi. Đề xịn không nhá? Vừa mới làm chưa? Hôm qua mới dậy skin oánh lụi buổi cuối trong khóa thực chiến đấy. Các áp dụng được xịn không? Giờ để ra đáp án xem nào nó lên được mấy điểm nhá. Ok, let's go. Chữa nhá các em. Xong chưa nhá? Đâu rồi? Các em đợi được chút nhá, các em chia sẻ với tao bạn bè vào nhá. Học với nhau mấy buổi cuối nữa rồi. Đấy, có skin xịn là phải chia sẻ cho nhau cùng học. Chứ học một mình là bị dở đấy. Ok, bắt đầu chơi các em ơi. Sẵn sàng chưa? Phay hôm nay mạng nó hơi lag một chút. Ok, các em giúp thầy chia sẻ về nhá. Chia sẻ về nhá. Combo like share chia sẻ nhá. Được chưa nhá? Bây giờ thầy mới nhìn thấy này. Dùng phần mềm nó hơi hơi lag một chút. Ok, bạn nào chưa thầy chào không? Comment mạnh lên. Khởi động luôn câu số 1 nhá. Khởi động luôn câu số 1. Đấy, và chưa nhờ. Em có đề hết chưa? 500 start này. Để chưa nhờ, đề trúng tủ để chuẩn bị cho các em gõ. Tối hôm qua 3 giờ đêm thực sự đấy, 3 giờ đêm thì mới được đi ngủ làm cho các em xong cái đề. Chất lượng cực kỳ luôn nhá. Đề siêu xịn thì siêu sang luôn. Đấy, bây giờ tầm này là các em không phải học đề khó nữa mà học học đề nó phải chuẩn các em ạ. Chuẩn bị cho các em 5 đề rồi. Tối mai làm chơi làm nhảy nữa nhá. Lên 500 đi các em ơi. 500 nhá. Được chưa? Ok nhá, 1K thì mai lên làm quả đề trúng tủ phát nữa. Được không? Ok, đồng ý thì có bọn bắt đầu cái để thầy biết nào. Hello Phạm Trà này. Ok, chia sẻ với các bạn bè vào nhá. Sau đó thì chúng ta khởi động con số 1 luôn, để chữa luôn không muộn rồi. Chúng ta còn 2 phút để chào này. Bạn nào chưa thầy chào không nhờ? Bạn nào chưa thầy chào không? Vào luôn nhá, let's go nhá. Không nhìn đề vẫn lụi được 8 cộng không à? Cái này thì em phải đăng ký về với học với khóa 2K3 mà. 2K2 thì skin này bây giờ dùng nó hơi muộn. Đấy. Skin đấy thì các em phải đăng ký về học với hai cùng 2K3 bây giờ em nhé. Đó, thì không nhìn đề vẫn lụi được 8 cộng em ạ. Còn bây giờ thì muộn rồi. Ok, hello Khương Tú này. Hello Đức Anh. Chào Ngọc Anh nhá. Hello Phương Thảo này. Con lợn chuyên cà khịa. Học live vẫn phải điểm danh này. Ok, let's go. Sẵn sàng nhá. Vào chơi các em. Đã xem rồi còn chia sẻ. Đấy, cái đấy là mình phải phiên dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Nhỡ có người nước ngoài xem live. Ok, hôm nay có cách lụi à? Cách lụi dạy hôm qua rồi. Đó, hôm nay lên 1K tôi dạy cách lụi nhá. Hôm qua là cái skin oánh lụi thần trưởng, là hôm qua là dạy trong cái khóa chia tay. Hôm qua là chia tay cái khóa thực chiến phòng thi đấy, hôm qua để dạy buổi cuối. Mà thấy đích nào tối hôm qua 10 giờ mới like mà ui nó mưa to vãi chưởng. Mưa như đổ nước xuống luôn ấy. Đấy. Hôm qua dạy được cái skin oánh lụi. Thấy mấy con rời phấn khởi. Lên 1K hôm nay chia sẻ nhá. Được không? Được thì giúp thầy một chút thôi. Còn bây giờ thì chúng ta vào buổi live ngày hôm nay luôn nhá. Đợi thầy một chút thầy chia sẻ về nhóm cho các em nữa. Cho bọn nó biết đã, chứ để bình thường nó đích biết. Thế nó mới buồn. Đâu rồi? Sao nó lại mất cái màn hình like rồi? Các bạn đợi mình tí nhá. Đang like tự nhiên nó tụt mất cái màn hình like đâu rồi ấy. Ok, gần gần 700 bạn rồi các em. Đấy, lên 1K nhá. Tí nữa cuối giờ thì chia sẻ các em cái skin oánh lụi để làm sao mà cái xác suất trúng nó cao nhất. Đấy, làm nó cũng phải có bài bản nghệ thuật đấy các em. Gọi tên em đi. Hello Thanh Tình này. Bảng điểm tí like xong thì up cho các em nhá. Ok, gần 700 rồi. Like toàn gái. Tập trung vào đây này em. Đấy, tập trung vào con người đang ngồi trước livestream đây này.
Đấy, chứ tập trung vào gái gú giờ này là bị dở rồi. Chữa nhá, chữa nhá các em. Rồi, ok. Bạn thầy bận thì chưa chia sẻ được về nhóm ấy. Các em giúp thầy bằng cách là chia sẻ về nhóm với lại group giúp thầy nhá. Sau đó thì bây giờ mình chữa luôn nhờ, không muộn rồi. Nhớ nhá, 1K thì cuối cuối live chúng ta sẽ có skin đánh lụi. Làm sao? Nó cái này nó là cái xác suất thôi. Thầy đã thống kê được trong tất cả những cái nghệ thuật đánh lụi thì chúng ta có một cái cách đấy là phanh lụi mà xác suất trúng cao nhất, thì tí nữa cuối live mình sẽ có nhá. Bây giờ thì mình đi vào con số 1 chưa? Rồi, khởi động đi nào, thầy chưa thấy đáp án đâu. Đấy, thầy chưa thấy đáp án đâu nhá. Còn mấy ngày cuối nữa thôi là chúng ta được chào nhau rồi. Đấy. Chào nhau trong live. Phấn khởi mà lụi xịt là vẫn tụt quần. Hello Trần Hải này, hello Hương Thảo nhá. Được chưa các bạn ơi? Rồi. Thầy chưa thấy nhiều đáp án này, các em comment câu số 1 thì chữa luôn nhé, không muộn rồi nào. Ok, gần 700 rồi các em. Lên 1K nhá. Lên 1K nhá. Nào, sẵn sàng chưa? Hello Cẩm Nhi, hôm nay thầy không chào em này. Hello Minh Đan này. Rồi, hello Gerby. Hello Hoài Nam nhá. Rồi, được chưa nào? Ok, let's go, let's go. Đấy, còn mấy cái đề cuối này thôi. Được thầy chào là lụi auto trúng đấy. Còn không được chào là phải hiện fan cứng lên nhá. Ok, 700 rồi. Thầy gào khát tên em đi. Rồi đây, hello Đức Anh này. I love chim Cà Mau. Ông Thanh tự thu tình này. Đi đâu cũng thấy I love you Cà Mau. Cái từ này nó là gì đấy các em? Nó là tiếng Thái à? Thầy không biết. Ok nào, gần 1K rồi các bạn. Chia sẻ giúp thầy lên 1K nhá. Cuối giờ hứa có skin đánh lụi. Câu số 1 này, thôi vào luôn nhá. Không muộn rồi. Nào, đáp án chưa thấy, đáp án chưa thấy. Đấy. Bạn nào chưa được thầy chào thì làm sao thì làm để nó hiện người người chia sẻ với fan cứng lên nhá, là chúng ta sẽ được chào bù, được bù đắp. Câu số 1 này, có bao nhiêu cách chọn? Hai đứa từ một nhóm gồm 7 nam và 4 nữ. Thì cái này là tổng là 11 cháu, chọn hai đứa trong 11 đứa thì nó là C2 của 11 đấy. Ok chưa nhờ? Được chưa nào các bạn ơi? Được chưa nào? Câu số 1 nhá. Một đáp án nào đây các em? Một nào, một nào. Một ra đáp án nào nhờ? Bao nhiêu cách chọn hai học sinh này? Từ một nhóm gồm 7 học sinh nam và 4 học sinh nữ. Đó. Chọn hai học sinh nó không phân biệt nam hay nữ thì câu này phải là B nhá các bạn. Đấy. C2 quả. 11. Được chưa các bạn ơi? Một B sai nghỉ thi. Tự tin ghê. Câu số 2 nào các bạn ơi? Câu số 2 nào? Ok, trong các dãy số sau, dãy nào là một cấp số cộng? Thì ở đây này, các em để ý kỹ cho thầy nhá. Đấy, cấp số cộng nó có một tính chất rất là cơ bản như sau. Cứ sau trừ trước, nó phải bằng sau trừ trước, bằng sau trừ trước. Cứ như thế. Ok chưa? 3 trừ 1 còn 2. Đấy, nó thử cái khả năng trừ của mình đấy. 3 trừ 1 còn 2 này. 5 trừ 3 lại bằng 2 tiếp. Đấy, nhưng mà 8 trừ 5 nó là 3 rồi. Đấy, là cứ sau trừ trước nó lại không bằng nhau rồi. A là toang rồi. Để cho các em. Tiếp tục nhá, sang câu B. Sang câu B này. Được chưa các em ơi? Nào. Ok này. Trừ 4 trừ đi 2 thì nó ra được là bằng bao nhiêu nhỏ các em nhỉ? Âm 6. Đấy, âm 6 nhá. 8 trừ đi trừ 4 nó lại lên được bao nhiêu nhỉ? Nó lên 12 rồi. Đấy, thì cứ sau trừ trước là không đúng rồi. Đấy, nó không bằng nhau là sai rồi. Đấy. 5 trừ 1 còn 4 này. 3 trừ 5 nó lại ra bao nhiêu? Ra âm 2 mất rồi. Đấy, C cũng toang luôn. Vậy thì hai phải là D em nhé. Hai phải là D. Only D. Được chưa các em? Đấy. Đúng chưa nhờ? Đây này các em thấy này. 5 trừ đi 2 còn 3 này. 8 trừ 5 còn 3 này. 11 trừ 8 còn 3 này. 4. 14 trừ 11 nó cũng ra 3 luôn. Đấy. Cứ sau trừ trước nó bằng nhau thì đúng cấp số cộng luôn. Câu số 3 nha các em nhá. 2 mũ x trừ 2 bằng 8 mũ 2020. Đấy. 8 thì là bằng 2 mũ 3. Vậy thì nó lại bằng là 2 mũ 3 nhân với lại 2020 rồi em ơi. Đấy, em vứt nhẹ 2 đi cho thầy và ra được luôn là gì nhỉ? X nó sẽ là bằng 3 nhân 2020 cộng 2 nhá. 3 nhân với lại 2020 cộng 2 thì nó ra được là 6062 em ơi. 3 là only A, xịn không? Đấy. Tiếp tục nhá. Câu 2 Casio. Ok, câu số 4. Nào. Câu số 4, em chia sẻ rồi nhưng mà chưa thấy người chia sẻ này. Thảo Mộc này, được chưa? Hello Khánh Linh, đi đâu đấy? Giờ mới thấy vào.
Ok, câu 4 nào các bạn. Câu này khó không biết làm. Ok, let's go, let's go, let's go. Câu 4 nhá. Thể tích khối lập phương cạnh 2 nhá. Khối lập phương cạnh 2 thì nó lại phải bằng 2 mũ 3 còn gì nữa. B nó lại không trượt phát nào các bạn. 4 là B, only B nhá. Đấy, em đọc lộ thành cấp số nhân. Thế là tăng rồi, đấy. Sắp đủ skin đánh lụi rồi các em ơi. Câu số 5 nhá. Câu số 5 nhá, được chưa? Ok, nào, câu số 5 nhá. Câu số 5. Câu số nhân thì cứ lấy sau chia trước. Ok chưa? Cộng thì là sau trừ trước, còn nhân thì cứ lấy sau chia trước, sau chia trước, sau chia trước, nó phải bằng nhau. Được chưa? Ok chưa các em? Đấy. Đơn giản mà, đúng không nhỉ? Cái này mình làm được. Câu số 5 nào. Tập xác định của hàm số log log này thì ở đây trong log nó phải dương các em ơi. Trong log nó phải dương. Vậy thì là 2 trừ đi 3x nó dương mà x nó sẽ phải nhỏ hơn 2 phần 3. Xịn rồi, only C này. 5 là C em ơi, 5 là C nhá. Được chưa các bạn? Được chưa nhờ? Câu 6 nhá. Câu 6 nhá. Này. Em chờ thầy đấy. Tiếp tục đi nào các bạn. Chờ mà vào muộn là bị dở rồi. 4B là vận dụng cao. Câu số 6 nào em ơi, câu số 6 nào nhá. F(x) cộng 2 là một nguyên hàm của hàm số f nhỏ x cộng 2 trên f. Đấy. Vậy thì này. Nhìn kỹ chưa các bạn ơi? Đấy. Ok chưa các? F lớn x cộng 2 nhá, là một nguyên hàm của f nhỏ x cộng 2 trên f. Nếu đấy, đại hàm của thằng sau này bằng thằng trước. Đấy thế thôi. F lớn của x cộng 2 này nó bằng này f nhỏ của x cộng 2 thôi các em ơi. Cái này vẫn đơn giản mà, đúng chưa nhờ? Chả có gì cả đâu. Được chưa các? Đấy, cái x cộng 2 đưa vào để đẹp đẹp thôi các bạn. Thằng này em hiểu đơn giản bình thường thôi. Thằng này nó là nguyên hàm của thằng f lớn là nguyên hàm f nhỏ. Thì đại hàm của f lớn nó phải chính bằng f nhỏ, đúng không? Thế thôi, đơn giản mà. Còn x cộng 2 hay là x cộng 1 tỷ nó cũng vậy thôi, được chưa? Ok chưa? Nhá. Rồi, đạo hàm của f lớn thì bằng f nhỏ thôi, 6 là only C này, đơn giản không? Ok, cờ nhá. Cờ nhá, cờ nhá. Câu 7. Tiếp này. Chóp diện tích đáy bằng b, chiều cao bằng h, thể tích chóp 1/3 b nhân h này. 1/3 này nhân với 5 nhân 6 nhá. Thôi con này mình nhẩm đi. Hôm nay mình tự tin mình nhẩm hơi bị chuẩn luôn. 6 chia 3 được là 2. Thì 5 nhân 2 lại bằng 10 rồi. Only D này cơ. Đấy, 7 là D em nhá. 7 là Only D. Ngủ gật xí ra coi sửa gần đến câu 10 rồi. Đâu độ lên em ơi, tiếp tục nhá. Tiếp tục nhá. Gọi tên em là một điểm toán. Đúng rồi, gần 10 điểm rồi đấy. Câu 8 thôi. Nó cách có 9 điểm nữa thôi. Câu 8 này. Chiều cao h bằng 3, bán kính r bằng 4, thể tích của khối nón. Nón thì nó là bằng 1/3 h này. Ok, pi r bình. Chốt kèo này. 3 với lại 3 nó triệt tiêu hết rồi. 4 bình nó là bằng 16 pi em ơi. 8 là A, only A nhá. Xin rồi. Câu số 9 này, câu số 9 này. Diện tích của mặt cầu đã cho gần 900 rồi các em ơi, gần 900 rồi. Nào, let's go. Tiếp nhá. Cho mặt cầu bán kính L bằng 3, diện tích của mặt cầu đã cho bằng bao nhiêu các? Mặt cầu nhá. 4/3 pi r mũ 3. Đấy, đẹp trai rồi. 3 mũ 3 nó ra bằng 27. 27 chia 3 được lại bằng 9, 49 nó lại ra bằng 36. Úi giời, hôm nay mình nhẩm hơi bị chuẩn luôn. 9 nó lại B rồi các em. Xịn đâu, xịn đâu. Ok, combo like share chia sẻ nhá các em. Có mấy bạn thì chưa thấy người chia sẻ này là chưa được chào. Chưa được chào là chưa thấy skin đánh lụi. Đấy. Ok, nào. Câu số 11, à câu số 10, quên quên. Mình bị lộn số các em ạ. Được chưa nào? Rõ ràng nhá, rõ ràng nhá. Này. Let's go, let's go. Câu số 10 các bạn ơi, ra ra nào đấy. Gọi tên em là một điểm toán. Đấy, một điểm ăn trong nháy mắt, không thể liệt được. Tiếp nha các em nhá, tiếp nha nào. Câu số 10 đã nào nhá. 10 thì vẫn chưa thấy đáp án nhiều đâu. Đồng biến trên khoảng nào này? Đồng biến thì có hai khoảng nó tăng. Âm 2 đến 1 và 3 đến dương vô cực này các em. Ngon chưa? Ngon. Ngon thì ăn thôi các em. Để phí mất. Rồi, được chưa nào? Âm 2 đến 1 là đồng biến các em nhá. Âm 2 đến 1. Âm 1 đây, đến 3 là toang rồi này.
4 đến dương vô cực, ok, Olibi này. Olibi nhá. 4 đến dương vô cực nó nằm trong cái khoảng từ 3 đến dương vô cực thôi. Ok chưa? Chốt. 11. Log 4 của A mũ 5 thì nó bằng 5 nhân với lại log 4 của A thôi, vì A dương rồi. Đâu rồi nhỉ? Đâu rồi? À, 4 nữa lại còn đưa 2 ra ngoài nữa, vậy thì nó phải là bằng 5 phần 2. 5 phần 2, lừa thế nào được mình. 5 phần 2, log 2 của em ơi. Ừ, xịn rồi, C đấy. Được chưa? Ở dưới nó là cơ số 4 nữa, thì 4 bằng 2 mũ 2. Em đưa 2 ra ngoài thì nó đưa 2 ra ngoài log, phải là 1 phần 2 nhá. Ok, 11 là C. 11 là C, only C này. Ơi, câu 9 diện tích à? Ơ nhờ. Đấy. Mình thử các bạn tí thôi. Nó hỏi diện tích đây các em, 4PL bình. Được chưa các em ơi? Đấy, mình phải cú lừa tí. Mấy khi được lừa nhau. Rồi, được chưa? Ok chưa? Cái này phải là 4PL bình đấy. Được chưa nhờ? Mình thử các bạn tí thôi. Xem là có tỉnh ngủ không, hay mẹ công lại cầm máy đấy. 4PL là bình nhau nhá. 4 này nhân với pi này, R bình nó phải là gì nhỉ? 9. Đấy, để cho đáp án nó vẫn chuẩn này. Ô, sai với sai nó lại bằng đúng đấy các em. Đấy, nó vẫn chuẩn nhá. 9 nó vẫn B nhá. Đáp án hơi bị xịn luôn. 9 quay xe à? Đó, ok chưa nhở? Cái này là hên thôi. Đó. Đèn thì quên đi, đúng không? Hồi nãy cho diện tích cái chốt nhầm thể tích vào vẫn ra đáp án này. Quay lại con số 9. Để cho nhá. 4 PL bình nhá các em nhá. 49 vẫn 36 bi này. Xịn không? Xịn không? Xịn không? Đấy. Ok nhá. Đấy, ok chưa? Con số 9 là thử tí thôi. 12 này, 12 này. Thì thật mà sai nhiều như thế này là cay đứt ruột. Cơ số 12 nhá, 12 nhá. Ok chưa? Ok, gần lên 900 rồi này, gần lên 900 rồi. Hay quá. Rồi 12 nhá. Diện tích xung quanh của hình trụ này các bạn. Đấy, cứ thấy trụ là mình thích, trụ là mình tính chuẩn lắm, mình không tính nhầm như cơm nãy đâu. Đấy. Cơm nãy là cái hình cầu này, nó xấu xấu tính nó mới nhầm tí thôi, nó mới trượt tí thôi, còn hình trụ tính nó phải chuẩn đây này, nhìn này, nhìn kỹ này nhá. Bán kính đáy bằng 4, chiều cao bằng 3 thì cái này nó ra cái gì cơ? Trụ nhá, trụ thể diện tích này. Diện tích xung quanh em nhá, nó phải là bằng h nhân với lại 2πr. Được chưa? Xung quanh phải như thế. Đó. Rồi, h đây nó cho bằng mấy cơ? 3 này nhân với lại 2π r bằng 4. Đấy, 42 là 8. Ok chưa? Ok chưa nhá? 83 24. Ừ, 24 bi rồi, 12 phải là bi, only bi nhá. Nhân phẩm tốt. Đấy. Tiếp tục nào, 13 nào các bạn. Đấy, người chia sẻ về fan cứng nó cứ hiện liên tục này, gần lên 1k rồi các em ơi. Tốc độ lên nhá. Hứa nhá, hứa nhá, chữa view nó phải tăng dần nhá. Đừng đi ngủ nhá. Mãi bên nhau bạn nhé. Nhanh x2 à? Từ từ đấy em, từ từ thôi. Đấy. Ok chưa? Con người muốn thành công là không được nóng vội. 13 này, hàm số đã cho đặt cực tiểu tại điểm nào? Đây, x bằng âm 2 lõm xuống là xịn rồi đấy. Only B tiếp nhá. 13 là B em ơi, 13 là Only B. 14. 14, 14 nhá. Sai mu rồi. 14 này, 14 này kìa. Đấy, 14 là câu này, câu liêm sỉ rồi. Cho hình ảnh nó không chốt được đồ thị đúng bị dở luôn. Bậc 3 A dương không nói nhiều nhá. Bậc 3 A dương. Sờ tiếp vào cái điểm x bằng 0 y nó vẫn ra một này. Còn đến cái gì nữa mà chưa sờ thì sờ nốt đi các em. Còn gì chưa sờ thì sờ nốt đi nhá. Sờ nốt thì phải sờ vào điểm cực trị này em ơi. Sờ điểm cực trị ấy nhá. Đây này, các em phải nhẹ thầy y phải ra đi. Đấy. Y phải này nó ra được là bằng 3x bình này các em. Cộng với lại 4x em nhá. Đấy, thành ra được là nghiệm bằng 0 với lại âm 4 phần 3. Này có một điểm cực trị là dương này. Đấy, vậy một nghiệm một điểm cực trị x bằng 0 này. Một điểm cực trị là x dương này. Này một nghiệm bằng 0, nghiệm âm là toang rồi. A bốc đất rồi. Câu này phải là C em nhá. Câu này phải là C.
nó mới ra hai điểm cực trị là 1 bằng 0 và 1 dương, được chưa? Cái này các đạo hàm nhẹ là câu C này. Nó ra được là 3x bình trừ đi 4x thì này có hai điểm cực trị là 0 với 4/3. Xịn chưa? Đấy, nhá. Hợp lý chưa? Rồi 15 nhá. Gọi tên em là 3 điểm toán. Được chưa các em? Nào. Tiệm cận ngang. Tiệm cận ngang cái này dân chơi nhìn phát phải biết luôn còn gì nữa. X trên tử chiếc giấy mẫu nhá. Bậc nhất chi bậc nhất thì không nhẩm được tiệm cận ngang giờ này là chưa tốt nghiệp rồi em ấy. Olibi này. 3 điểm ngon lành. Câu số 16. Tập nghiệm. Quả bất phương trình log 2 của x lớn hơn hoặc bằng 3 thì cam rút nhẹ điều kiện là x dương này. Và x lớn 3 2 mũ 3 thì x lớn hơn 8. X lớn bằng 8 em nhá. Lớn hơn hoặc bằng 8. Ok, only C. Được chưa các bạn ơi? Được chưa nào? Ngon lành nhá. Ơi. Sai là về bán bún đậu à? Câu 17 này. Khánh Linh thanh niên cuồng bún đậu. Tiếp tục nhá. Ô các ông có ăn được mắm tôm không? Tôi chịu chết không đớp được cái món mắm tôm. Ăn cái món đấy là về đau bụng mấy hôm. Ok, hello Cao Ngọc. Chào em đi ạ. Em đang xem. Đây rồi. 17. Đấy, xem live mà chưa hiện người chia sẻ với chưa được chào là chưa phải xem live đâu em nhá. Câu số 17 này. Được không nhá? Đun đít giờ này là đun đít cho bạn bè nó học đi các. Đấy, giờ này mà rủ nhau đi ngủ là bạn bè củ cải rồi. Fx này, số nghiệm tương giao đường thẳng y bằng 2. Đây, chính nó. Đấy, số nghiệm này. Tiếp xúc tại đây, cắt tại đây, chốt kèo hai nghiệm, không nói nhiều nhá. 17B. Giờ này nó phải chắc chắn rồi. Làm nó phải xịn nhá. Ok, tích phân từ 0 đến 2 của 2F bằng 3 thì tích phân từ 0 đến 2 của F bằng bao nhiêu? Cảm ấn 2 ra ngoài. Vì nó là hằng số. Hằng số thì vào trong hay ra ngoài đều được. Đấy, được chưa nhá? Đó. Đấy, cái thằng này trong ngoài như một này. Đấy, được chưa nhá? Cái thằng hằng số này này. Đó. Ok chưa? Ok chưa? Vậy thì nó là hai lần tích phân từ 0 đến 2 của F bằng 3 thì tích phân từ 0 đến 2 của F bằng 3/2. Nhập quá quà B này. Đấy, 19 nhá các em nhá. Ok, số phức liên hợp của 5 cộng 3y thì nó phải là bằng 5 trừ 3y nhá. 19 là A. Đấy, xịn chưa? 20, gọi tên em là 4 điểm toán. Tăng tốc lên một chút các bạn, gần 900 rồi này. Đấy, các em kéo làm sao lên 1k nhá. Để cuối like là phải có skin oánh lụi. Chứ để thầy nó phải cất cái skin này cho 2k3 là bị dở rồi. Tiếp tục chưa các em ơi? Sẵn sàng chưa? Tiếp tục nha em nhá. 20 nhá. Nào. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Ok nào, câu 20 nào. 20. Let's go. Bún đậu mắm tôm ngon lắm. Bây giờ lại chia hai file. Đấy. Được chưa? Ok chưa? Mình là mình không hợp được cái món đấy. Đấy, rồi, tiếp tục nhá. Tiếp tục nhá. Nào, 20 này. Đấy, ok chưa? Tiêu chuẩn đầu tiên tán gái là phải không được ăn mắm bún đậu mắm tôm. Không là học chết. Đấy, ok chưa? Đấy, về ngày tuần có 7 ngày thì 6 ngày nó cho ăn bún đậu thì học toàn thực sự. 20 này nhá. 3 lần Z1 vào IQ em nhá. Thầy hay dùng IQ rồi, nó vào sẵn rồi. Đấy, không phải vào nữa. Ông nào chưa vào IQ thì tự động vào đi nhá. 3 lần Z1. Đấy, không có IQ là không nhập được Y đâu. Z1 này nó là bằng 1 cộng 2Y các nhá. 1 cộng 2Y. Đấy. Trừ đi 2 lần Z2 nó là bằng 2 trừ 3Y em nhá. Rồi, bằng bao nhiêu nhỉ các em nhỉ? Trừ 1 cộng 12Y thì phần ảo phải bằng 12 thôi. 20 lại A rồi. Gọi tên em là 4 điểm toán. Đẹp trai luôn. Cuộc sống thầy có thấy chán không? Không. Cuộc sống thầy luôn luôn thú vị và vui vẻ. Đấy. Tiếp tục nhá các em nhá. 21 này. Được chưa? Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn của cái số phức. À, đây liên hợp này, cái từ đắt giá đây này. Đấy, được chưa? Ok chưa? Đấy, đọc thiếu từ liên hợp thôi là bốc đất đấy nhá. Trừ 2
Cái này nó phải là liên hợp của nó phải là 2 cộng 3, 2y cộng 3. 2y cộng 3 vậy thì tọa độ của nó phải là 32. 32 thì câu này là chốt kèo là phải là D đây em ơi. Nhớ kỹ nhá. D D D D rồi. Ông nào rồi? Hỏng kèo câu 21 ông đây. 22 này em ơi, 22 này tốc độ lên, tốc độ lên nhá. Được chưa? Thời gian cuối này là hơn nhau ở cái độ chăm chỉ đấy. Các em làm đề nhiều lên nhá. Chứ bây giờ nhá, thực sự nhá, mà các em mà đầu tư thời gian mà học câu khó quá nhiều đấy, các em bỏ những câu dễ các em không luyện để thì 100% là kiểu gì cũng bị sai ngu. Em không tin em hỏi bọn 2K1 năm ngoái nó sẽ chỉ cho đấy, 10 thằng trượt đại học 9 thằng sẽ bị như thế đó. Thì sợ thời gian này này mình cần là kinh cần chăm chỉ và đều tay, em cứ luyện đề hàng ngày với thầy đó, đến lúc thi cứ mỗi ngày làm nháy, mỗi ngày làm cuốc, mỗi ngày làm đề là chuẩn rồi nhá. Là đi thi nó sẽ cứ cái phong độ đấy, em ngồi trong phòng thi cũng giống như em ngồi ở nhà thi chán rồi ấy, nó trơ mẹ cái cảm giác rồi, thì lúc đấy em ngồi đâu cũng vậy, cho em ngồi ra sân em làm cũng được đó. Được chưa? Bây giờ này 22 này, hình chiếu vuông góc của M lên cái mặt phẳng OXY có tọa độ là gì, nhớ kỹ chưa? Hình chiếu lên OXY thì XY là giữ nguyên nhá, chiếu lên mặt phẳng nào thì cái thằng đấy nó giữ nguyên cái thằng đấy nhá, chiếu lên OXY thì XY giữ nguyên, còn lại thì z nó biến nó về mo, cho z về không là xong các em nhá. Rồi 230, 230 thì câu này nó phải là đáp án B các em nhá, 22 là B đấy. 23 em ơi, mắt em bị lệch. Đi thi mà khoanh lệch như này là dở rồi, nhớ nhá. Còn thiếu hơn 100 bạn nữa là chúng ta cuối giờ sẽ có sơ kim đánh lội nhá. Hôm nay khô máu đi các bạn, mai có muốn làm một đề trúng tủ nữa không? Để làm nó bao chất lượng luôn đấy, không phải là đề vớ bẩn đâu, để làm cho các em đề siêu sát luôn, chứ không phải là cứ đề khó là hay đâu các em, đề nó phải đúng bản chất là trúng tủ đấy. Đi thi làm các em cứ đảm bảo các em làm có thể chín cái đề này đi thi các em phải 9+, chắc chắn một điều như thế nhá. 23 này, 23 này, tâm của mặt cầu S có tọa độ là, có tọa độ là đó, được chưa? Nào đọc nhanh nhá, 2 âm 5 âm 3, không nói nhiều. 2 âm 5 âm 3 thì câu này là A rồi, A rồi kém nhá, được chưa? Ok chưa? Vận tốc lên thầy à? Đó, theo cái sự nghiên cứu của thầy nhá, những đứa nào mà giục thầy chữa nhanh lên trong livestream mà đi thi sai ngu sấp mặt thực sự luôn đấy, được chưa? Thế nên là câu đừng có dại gì mà giục nhá, giục là đi thi sai ngu thực sự đấy. 24 này, 24 này, cho mặt thẳng P vector nào dưới đây mà vector phát tuyến của B này, hệ số trước x, y, z em nhá. Thầy chữa mà không tốc độ thì chẳng còn ai tốc độ nữa cả. 2 âm 3 1 này, 2 âm 3 1 nhá. Được chưa nào? Đấy, only đi. Được không? Đấy, bảo là không xịn. Ơ, mình lại bị lag à? 2 âm 3 1 đấy, câu này phải là C đấy các bạn. Ok chưa? Ok chưa? Mình giả vờ khoanh trượt thôi. Đúng không nhở? Đấy, đi thi lại chả có bảo là không đi. Đi thi lại kiểu gì chả có trường hợp này. Đó, tự nhiên làm sai câu này về muốn đầm vỡ mấy cái gối luôn. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Em không được 9 em úp thầy. Thế thì thôi, ai chơi lại. Rồi, tiếp nhá các em nhá. Tiếp nhá. Ô, cái này máy in nó bị đều đấy. Máy in nó bị đều đấy. Ok chưa? Ok, này là y trừ 2 em nhá. Cái này nó là bằng z trừ 3 em ơi. Đấy, xịn chưa, xịn chưa? Cái dấu trừ này ở đây này. Đấy, ok nhá. Cái này là máy in nó bị đểu đấy. Cái này là không phải lỗi tại thầy đâu. Bản Word thì nó đẹp đấy, nhưng mà qua máy in cái nó bị lệch cái dấu. Thế mới đểu. 25, 25, 25. Điểm nào dưới đây thuộc cái đường thẳng D? Cái này dạy các em rồi đúng không? Cái này dạy các em rồi đấy. Được chưa nhá? Được không, được không? Nào, nhìn kỹ nhá. Các em thiết lập công thức để thử một phát ra hết đáp án không? Hôm trước thầy dạy các em rồi đấy. Nó bắt đầu từ cái thằng này này, A bằng B và A bằng C. Đó, được chưa nhờ? Ok chưa? A này bằng B này bằng C này. Đấy, các em thiết lập cho thầy nhá. A bằng B và A bằng C. Các em cộng hai vế cho thầy đi. Đó, ra được là 2A trừ B nhá, trừ C là xong, bằng 0 đúng không? Ngon không? Chắc rồi. Đấy, xịn nhá. Xịn nhá, xịn nhá. Đúng chưa các em? Cộng hai vế vào cho thầy là xong thôi, 2A trừ B trừ C bằng 0. Rồi, em nhập thì thằng này vào là ngon nhá. Nhập thằng này
Vào là ngon rồi. Đã, nhập vào đi nào các em ơi. Nhập vào nhá. Này này này, nhìn này nhìn này. Được chưa? Chị chưa? Nào. Với vai trò đây đóng vai trò là A này. Thằng này đóng vai trò là B này. Thằng này đóng vai trò là C này. Đấy. Em nhập một phát và em thử bốn đáp án cho nó nhanh. Giờ em ngồi em thay từng từng đáp án là một lâu lắm. Lâu. Đấy, em nhập một phát em phải thử ăn là phải ăn hết, không thì thôi nhá. 2A này là nhân với phân thoát 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 IQ ra nhá, để IQ nó bằng ấy. Rồi 2 nhân này phân số này, A đây nó chính là x cộng với lại 2 trên 1. Ok. Tiếp tục này, trừ đi B đây. B nó là y trừ 2 trên âm 2 các em nhá. Phân số này các em ơi, y trừ 2 trên âm 2 nhập chuẩn nhá. Rồi, trừ C đây. Z trừ 3 trên 1. Đó, nhập cái này là Z trừ 3 trên 1. Đó, kèm nhập cho này như này thôi. Là xong, bây giờ em can bốn đáp án nào. Thằng nào bằng 0 thì là thuộc đấy. Nhá. Đấy, làm phải tốc độ như này các em ơi. Đỡ nhầm các bạn. Âm 2 này. Ơ cái này có dấu âm không nhỉ? Sao nó lại cái nhìn nó thấy hơi sida này, hình như cái dấu âm này quả số 3 đấy. Cái chỗ này có dấu âm đấy các em. Âm 2 này có dấu âm đấy các em nhá. Âm 2 2 âm 3 đấy. Ok, mà cái này lỗi tại máy in đấy, không phải lỗi tại thầy đâu. Cái này trong cái tập in thì nó ok đấy, nhưng mà sao qua máy in nó lại bị lệch mất cái dấu âm nhỉ? Rồi, âm 2 2 âm 3 các em nhá. Đấy, âm 3 đây này. Bằng 6 rồi, khác không thì này vẫn toang. Hay làm A loại đi các em ơi. Thử A B này đi nào. 1 này, âm 2 này, Z bằng 1 này. Cũng bằng 6 à? B toang luôn này. Câu C cam vào cho thầy đi nào. Âm 3 nhá. 4 2 bằng 0 luôn này. Đấy, con này là C cho các em nhé. Đi qua điểm C. Đi qua điểm N, nó là đáp án C. Đấy, thử một phát xong luôn nhá. Chứ ngồi thay vào thay tự luận nó đến mai lâu vậy đấy. 26 này, SA vuông ở đấy, mô hình quốc dân chưa các em? Đấy, gần 1K rồi các bạn. Ok, gần 1K rồi nhá, thiếu 100 nữa nhá. Được chưa nào? Tiếp tục này, tiếp tục này. 26 26 nhá. Nhẩm đi thầy. Không được. Đấy. Công sức 12 năm ăn học thì lúc đi thi thì mình phải chọn phương án an toàn em ạ. Bình thường ở nhà thì mình có thể nhẩm, nhưng mà đến lúc đi thi thì mình thôi kệ, mình cứ bấm máy nó chắc em ạ. Phải cùn rồi đúng không? Lúc đấy thì đỗ đại học là quan trọng, những thứ khác bớt bớt đi. SA vuông ở đáy này các em. Đấy là tam giác đều nhá. Mô hình có 26 như này này. Đấy. Ok, thẳng xuống như này là xịn rồi. Nói vào, đúng không? Được chưa? S A B C. Đúng tính chất đề trúng tủ luôn nha các em nhé. Làm đề nó sát như này luôn đấy. Thì về trúng được câu nào về nhớ cảm ơn thầy nhá. Không. Làm đề đến 3 giờ sáng. Và công đỗ là công lượn đi chỗ khác, còn lượn đi tán gái là hỏng rồi nhá. Được chưa? SA vuông ngoài đáy này. SA bằng căn 3 trên 2. Căn 3 trên 2. Đáy tam giác đều cạnh 1. Chị nói đấy. Góc giữa M là trung điểm của BC. Đây M đây. Góc giữa SM với đáy. Đây, kéo cáp vào. Đấy, nối S với M vào. Thì hình chiếu của SM trên đáy chính là AM. Và góc nó chính là góc SMA. Được chưa? Đây là góc phi cần tính nhá. Rồi, ngon rồi, ngon rồi. Tam giác đều cạnh 1. Nhẩm nhanh 3 giây AM bằng căn 3 trên 2. Rồi, được chưa? Tam giác SAM vuông tại A. Có SA bằng AM chưa? Đều bằng căn 3 trên 2 luôn. Khi nhẩm nhẹ 45 độ không chọn thì hơi phí. Đấy, cái đoạn này này toàn quốc toàn C 3 đáp án rồi. 27 này các em, gần 6 điểm rồi đấy, nhẹ nhàng mà đúng không nhỉ? Được chưa các em ơi, xong chưa? Về tặng thầy hũ mắm tôm siêu to khổng lồ. Thôi đừng, không tặng cái gì, tặng tặng mắm tôm mày bỏ nghề mất. Ok, tiếp tục chưa các bạn ơi, xong chưa? 27 nhá các em nhá. Cứ câu nào hình liên quan đến độ thì khoanh 45 hết. Thế là bị dở rồi. Thế là bị dở rồi. 12 năm ăn học. Cầu này cứ 45 độ mà khoanh là toang rồi. 27 này. Đấy, ok chưa? Ở trong livestream ông giáo thế không ai làm thế cả. Tiếp tục em nhá. Ok nhá. Nào. Sẵn sàng chưa các em? Sẵn sàng chưa? 27 này. 27 này. Số điểm cực trị chính là số lần đổi dấu thôi nhá. Đấy, số lần đổi dấu F phải một nháy, hai nháy, hai cháu. Ô. Cái đoạn này tuốc quốc toàn C này. C toàn C này. 28 này. 28 28 các em nhá.
28 nhá. Nào. Được chưa nhau? Đấy, cái này lên 900 nó không để làm sao nó bị tụt thế này. Đấy. Thiếu. Chưa đủ để chia sẻ bánh lụi. Tiếp nhá. Hello bà Tuân này. Mày đi đâu giờ mày thấy vào đấy? Đói quá. Đói quá thì ăn đề tiếp đi em. Ăn đề no luôn đấy. No luôn. Đấy. 28 này. 28 này. Min max trên đoạn thì bây giờ bị dở nó phải biết bấm máy tính rồi đúng không? Ném vào table quốc thôi. Menu 8 nhập cho thầy nhá. X cụ 3 này các em. Đấy, chưa đi 3 x bình này. Đấy, ok chưa? Cộng 3 nhá các em nhá. 3 x bình cộng 3. Rồi. Cho nó chạy trên đoạn từ 1 đến 3 này. Được chưa? Bước đề 0,1 nhá. Ok, các em thấy này. À, nó sẽ luôn luôn giảm từ 1 về mấy các? Giảm từ 1 về âm 1 này, sau đó nó tăng luôn. Nó tăng luôn lên đến 3. Vậy thì là max bằng 3, min bằng âm 1. Đấy, tổng bằng 2 các em nhá. Tổng bằng 2, only đi. 29 nhá, 29. Được chưa các em? Đơn giản mà, gần 6 điểm rồi đấy. Ok nhá, tiếp tục nhá. Nào, comment nhanh lên các. 29 nữa đi nào. 29 nữa đi. Xét các số thực AB. Thỏa mãn log 3 này của 3 mũ A cộng B nhân với 9 mũ B nhá. Bằng log 27 của 3 nhá. Mệnh đề nào sau đây là đúng? Cái gì anh ngộ độc à? Sao lại ngộ độc? Đó, luyện đề với luyện skin nó chỉ có tăng độ đẹp trai rồi không thể ngộ độc được. Đó, mày ăn cái gì ngộ độc để đổi cho ăn skin nó ngộ độc. Thế là hỏng rồi. 29 này, 29 này, 29 này nhá. Ok, let's go, let's go. Được chưa các em ơi? Xong chưa? Nhìn kỹ này. Cái này thì thôi mình nháp qua qua thì cũng được. Đơn giản mà cô. Đó. Thì đây là 3 mũ A cộng B đúng không nhá? 3 mũ A cộng B thì 9 mũ B này, nó là bao nhiêu nhỉ? 9 mũ 2B nhân vào với nhau này. Đấy, 3 mũ 2B nhá, nhân là cộng rồi. Đó đó. Log 3 này. Quả 3 mũ bao nhiêu các em ơi? Ok nhá, nhân cộng số mũ vào đấy. Ok, A này. Ok, cộng với 2B là 3B nhá. Log 3 của 3 mũ A cộng 3B. Rồi, xong một cháu. Cháu bên phải. Cháu bên phải. Đây. Cháu bên phải đây. Nhìn kỹ nha các em nhá. Này, 27 thì bằng 3 mũ 3, đưa ra ngoài là 1 phần 3 rồi. Được chưa? Log 3 của 3 này. Được của nó các em. Rồi đấy. Bây giờ em đưa số mũ ra ngoài log đi. A cộng với lại 3B. Log 3 3 1 rồi. Đấy, 1 phần 3 nha các em nhé. Hay nói một cách khác là gì nhờ? 3A cộng 9B bằng 1. Nhá. 3A cộng 9B bằng 1. Ừ, câu này ra 29 là A rồi. Gọi tên em là 6 điểm toán. 30. 30 nhá. Thôi, này ca số gì? Mày nhẩm nó nhanh. Thì nói rồi, các em dưới 35 câu. 35 câu đầu các em cứ làm thật chất cho thầy, chả vấn đề gì cả. Cứ làm thật chất cho thầy, không có vấn đề gì cả. Từ 35 đổ đi ấy, thì em sẽ dùng skin với nhiều kỹ năng vào. Nhưng mà 35 câu đầu ấy, các em nên làm tự luận đi để nó có kỹ năng mà nháp ấy, và nó có kỹ năng xử lý những cái phần nâng cao hơn trong những câu từ 35 đổ đi. Đấy, ok chưa nhỉ? Những câu 35 câu đầu thì rất ít dùng cái ISO nhé. 35 câu đầu thực sự luôn đấy, các em cứ làm thật chất cho thầy là xong thôi. Được chưa nhỉ? Còn từ 35 đổ đi thì chúng ta mới gọi là kết hợp vào thì các em mới có kỹ năng được. Chứ mấy câu dễ này mà các em cũng dùng ca sô nhá. Sau mấy câu khó thì em làm gì có kỹ năng mà em làm được. Em bị phụ thuộc đấy. 30 này, 30 này. Được chưa? Câu nào cần thì bấm thôi, câu nào không cần thì thôi nhá. 30 này, 30 này. Đấy, câu nào mà nhẩm nhanh thì cứ nhẩm. Câu nào mà ca sô nhanh thì cứ ca sô thôi. Làm cách nào nhanh nhất là được nhá. 30. Số giao điểm đến tầm này là phải thực hành rồi các em. Thực hành rồi. Thầy đi thi thì làm một đề thì làm như nào thì chữa nguyên si của em như thế nhá. Chữa nguyên si của em như thế để làm sao các em đạt được tốc độ nhanh nhất. Ơi cái gì đấy? Được chưa các em nhở? Xong chưa? Tiếp tục em nhá, tiếp tục nhá. Hello Thanh Huyền, thầy có nhớ em không à? Có chứ. Ok chưa? Thì xong rồi nhớ 2K2 rất nhiều. Đó, nhớ những cái đêm luyện đề cùng nhau. Ok, 30 này. 30 này, 30 này nhá. Số giao điểm của đồ thị âm số này với trục hoành em nhá. Trục hoành là y bằng 0 đấy các em. Hoành y bằng 0 rồi. Em giải hành độ giao điểm là xong thôi. Hành độ giao điểm là một cái phương trình bậc 3, menu 9 này, 2 với 3 đúng không các em? Nhập hệ số thầy nhá. 3 này, âm 6 này, 8 này với âm 5 đúng không?
Ngon rồi. Đấy. Một nghiệm phức rồi, lại rồi. Mỗi một nghiệm thực thôi các em. Mỗi một nghiệm thực thì nó cắt nhau tại đúng một điểm duy nhất thôi. 30 là C em nhé. 30 là C. Được chưa các em? Ok chưa nhỉ? Dựa vào ca sô nhiều lên đại học, tạch giải tích, tạch đại số. Thế này em bị điêu rồi. Bộp điêu rồi. Học ngu lại đổi cho. Học ngu lại đổi cho lỗi lại tại ca sô là bị dở rồi. 31 này. Đó. Ok chưa? Ok chưa? Tiếp tục em nhé. Tiếp tục nhá. Nào. 31 31 31. 6 điểm rồi đấy, đơn giản mà đúng không các? Đơn giản mà. Tiếp nhá. Tiếp nhá, tiếp nhá. Này. Casio 1 giây. Điêu. Nhập cái đống này vào đố em bấm 1 giây đấy. Làm gì có cái quả nào mà Casio 1 giây. Đó. Mồm điêu là nghiệp nó đến nhanh lắm em ạ. 31 này. 2 nhân 4 mũ x này, trừ đi 3 nhân 2 mũ x trừ 2 đúng không? Lớn không đúng không nhỉ? Tập nghiệm nhá. Tập nghiệm em xét qua qua thầy thôi. Đấy, tập nghiệm xét qua qua thầy thôi. Đấy, 31 thì chữa em theo hai cách nhá, cách nào cũng được. Đó, cách thuần túy tự luận thì em đặt hai mũi bằng t cho thầy thôi. Nó ra được là 2t bình này đúng không? Trừ đi 3t. Trừ đi 2 đúng không nhỉ? Lớn không? Đó. Đây là một cái bất phân trình bậc 2. Bấm thôi. Menu trừ này. Bấm phân trình bậc 2 này. Lớn không mình chọn số 1. Đấy, nhập hệ số cho thầy nhá. 2 âm 3 với âm 2 nhỉ. Đấy, xịn đấy. Ok chưa? X lớn 2 hoặc nhỏ là 1/2. Ok chưa nhỉ? Tức là 2 mũ x lớn 2 hoặc là 2 mũ x nhỏ hơn âm 1/2 nhá. Đó, được chưa các? Và để đem dạc luôn đấy. Dạc luôn là x lớn 1 này. Đấy, bên dưới này x lớn nhỏ bao nhiêu nhỉ các em nhỉ? Ok nhá các em nhá. Âm 1/2. Âm 1/2 nhá các em nhá. 1/2 mà 2 mũ âm 1 rồi. Ok chưa các em nhỉ? Được chưa nào? Ơ thằng này là Việt Nam mua năm rồi, Việt Nam rồi, đúng không nhỉ? 2 mũ x luôn dương rồi. 2 mũ x luôn dương, không thể âm được. Việt Nam mua năm. Đấy. Ok, nó chỉ tương đương được x lớn 1 thôi các em. X lớn 1 nhá, lớn hơn hẳn 1. Câu này phải là bi, only bi. Được chưa? Ngon lành chưa các em? Chị nhá, chị nhá, chị nhá. Còn đối với ca sô bạn nào lười giải các em nháp như này. Có hai đầu mút đúng không nhỉ? Trừ 1 với 1 thôi. Đấy, cái bấm máy tính cũng được. Câu này thì em làm hai cách như nhau, thầy thấy hai cách như nhau, cách nào cũng vậy. Nhân với 4 mũ x này. Đấy. Trừ đi 3 nhân với lại gì nhỉ? 2 mũ x. Trừ 2. Đó các em nhập về trái cho thầy nhá. Nhập về trái vào và em can đại diện thôi. Can đại diện là xịn đấy. Nhỏ ra 1 em can đại diện này là âm 2 vào. Dương thì lấy nhá. Đây, các em nhập về trái vào nó phải về trái phải lớn không? Đó. Nhỏ hơn âm 1 em can nó ra âm. Âm là nhỏ hơn âm 1 loại rồi. Đấy. Nhỏ hơn âm 1 thì đáp án nào chứa cái thằng nhỏ hơn âm 1 em loại C thầy đi này. Đấy. Ok chưa các? Loại C đi nhá, chỉ còn lại là AB hoặc D thôi. Trừ 1 đến 1 em can đại diện đi bằng 0 vào. Nó về âm 3 vậy khoảng này cũng bỏ đi rồi. Đấy, khoảng nào mà chứa bằng 0 thì loại A chứa 0 này. Chỉ còn lại B với D thôi. B với D phân biệt nhau bởi đầu mút, em can nốt cho thầy thằng y bằng 1 vào. Nó bằng không, không lớn hơn không là sai, vậy thì đồng bút không lấy, chọn D. Đấy, đấy là cái cách nhanh nhất. Thì cách này nó cũng không phụ thuộc vào cái phương trình bất phương trình nó là cái gì đâu, dù nó có cho bất phương trình khó hơn em vẫn làm được đúng không nhỉ? Còn tự luận thì nó hơi phụ thuộc một chút, nếu bất phương trình nó mà dễ thì các em làm được nhanh, bất phương trình nó khó thì em lại làm lâu hơn. Đấy thì câu này thì còn cái cách này thì đảm bảo là các em làm lúc nào nó cũng dài nhá, chắc chắn và chắc cú, thế nên thầy mới dạy thêm cho các em đấy. 32 được không? Được không? Được không? Tiếp nhá các em nhá. Tiếp nhá. Này. Xịn chưa? Tiếp tục chưa các bạn ơi? Tiếp tục chưa? Còn lên đại học là em phải xác định em học lại từ đầu đấy. Lên đại học là xác định phải học lại từ đầu, trường nào cũng vậy luôn. Trường nào cũng vậy. Chứ bây giờ kiến thức đại học cũng chả liên quan đếch gì đến cấp ba cả. Nó có thì kiến thức nó chỉ giống nhau thôi, nhưng mà cách làm phải khác hẳn. Vì ở đây khi em lên đại học rồi là em phải xác định là các môn em phải học lại từ đầu. Đó, vì nếu mà em có học giống cấp 3 ấy, thì em trình bày giống cấp 3 cũng đích có điểm đâu. Vì lên đại học cái cách trình bày người ta trình bày khác. Giống như từ cấp 2 em lên cấp 3 ấy, thì cách trình bày của cấp 3 và cấp 2 nó khác nhau. Đấy. Một bài toán mà em học giống cấp 3 nhưng mà trên đại học em trình bày giống cấp 3 là người ta không cho điểm đâu. Dù em có học tự luận cực giỏi cũng toàn nhá. Em phải học lại từ đầu luôn đấy. Ok chưa? Còn lại bây giờ em phải tập trung đã, đỗ đã rồi tính sau nhá. Chưa đỗ đã lo lên đại học tạch môn, thế mới buồn.
Các ông phải toán lo bò trắng răng. Ở tiếp này các em ơi, tiếp này 32 này các em. Được không nhỉ? Mới có 11 giờ thôi mà. Hôm nay cuốc nhanh vậy. Hôm nay mới có 47 phút. Gần 7 điểm rồi các em. Gần 7 điểm rồi. Đơn giản mà đúng không? Đấy. Đúng tính chất là luyện đề trúng tủ luôn nhá. Xịn chưa? Làm đề nó cứ phải dứt khoát luôn các em ạ. 32 nhá. 32 nhá. Này. Ok, trong không gian này cho tam giác vuông tại E. Quay ABC quanh cái cạnh góc vuông AB này các em. Làm sao không để bị tụt từ này? Giờ này để đi nhắn tin với người yêu à? Không được. Phải vào đây các em ơi. Đấy, các em làm cho view tăng lại đi các em. Mấy câu cuối xịn 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 này. Đấy. Thiếu nhá. Thiếu, các em có hóng skin bánh lụi không? Thực ra thì bánh lụi thì nó cũng là một cái kỹ năng để tồn tại đấy các em. Kỹ năng tồn tại đấy. Được chưa nhỉ? Đó, thằng khác nó bánh lụi nó trúng nhiều mà mình gì nhỉ? Mình không biết bánh lụi đấy. Đi thi xong rồi cuối cùng làm nó lại bị dở đúng không? Đó, nhiều khi đấy, nó bánh lụi nó trúng được 4 5 câu cuối cùng là mình làm. Bục bật ra quanh lụi chả trúng câu nào, cuối cùng mình điểm đấy, thua thiếu nó tí, thua nó tí này. Đoan, đúng chưa? Thì đấy cũng là một cái kỹ năng. Thì thầy đã xem rất nhiều cái kỹ năng gọi là khoanh lụi rồi, thì có một số cái phương pháp mà thầy hướng dẫn cho các em để làm sao cái xác suất nó cao nhất là được. Đấy là một trong những kỹ năng sống đấy, chứ không phải là bình thường đâu, đúng chưa? Các ông lại cứ nghĩ là nửa vời, kiểu gì đi thi ông làm đề cũng chả phải khoanh lụi vài câu, thằng nào chả vậy, giỏi hay không giỏi đúng không nhở? Trừ khi em làm được 10, chắc chắn là 10 không phải khoanh lụi câu nào, nhưng mà cuộc sống những thằng như thế ít lắm. Được chưa nhở? Ok, 32 nhá. 32 nhá. Tiếp tục đi nào các em ơi. Được chưa? Nhớ chưa? Nhớ chưa? Này. Còn thiếu mấy cháu nữa là đủ 1K này, là chúng ta sẽ có được cái cách làm bài chuẩn nhá. Tí nữa cuối giờ nhá. Cuối giờ, búp skin. Bảng điểm á. Bảng điểm thì mai thì mới up được. Ông trợ lý giờ này là ông ấy đang đi chơi với người yêu rồi. Mình ngồi đây mẹ lại tê mồm ra. Trợ lý thì mẹ đi chơi với người yêu, nó bỏ học sinh, nó chưa chấm điểm. Thế nên là mai mới có điểm các bạn. Vừa mới chuẩn bị lò dò lên live. Nhắn ngay cái tin. Anh ơi, hôm nay là em có việc bận. Thôi xong, mình lại biết rồi. Mình lại biết là thôi, nó lại không chấm điểm rồi. Đấy. Thế mới buồn. 32 các nhá. Tôi thì tôi hết lòng với ông đấy, nhưng mà thằng trợ lý thì nó lại phải hết lòng vì người yêu cơ. Thế nên là mai mới có điểm các nhá. Tiếp tục các nhá. Tiếp tục nhá. Ok, tiếp tục nào các bạn ơi, xong chưa? 32. À nhá. Quay ABC quanh cái cạnh góc vuông AB đúng không? Đây mình có một tam giác ABC nhá. Được chưa? ABC này quay quanh cạnh AB. Vuông tại đâu nhỉ? Vuông tại A thì A phải bên đây. Đấy, được chưa? Quay quanh cái cạnh AB thì nó được một cái hình nón kiểu kiểu này này các em. Đấy, được một cái hình nón nhá. Xong chưa nhỉ? BC bằng căn 3. BC bằng căn 3. Được chưa? Thầy nói nhiều quá. Live stream mà thầy chữa bài mà không nói thì làm sao học sinh nó hiểu được? Chẳng lẽ lại ngồi khoanh mũi đáp án à? Ngồi thành kịch câm ngồi viết 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 nhá. Lạ thực sự. Ok chưa nhá? Chắc là con người này lần đầu tiên mới học live rồi. Chúng đề này lại bảo không phê. Đề xịn mà. Ok, tiếp nhá. AC một nhá. AC một. Đợi chưa nhá? Rồi. Thể tích nón đúng không? 1 phần 3 HS thôi. 1 phần 3 HS. Rồi, chốt nhá. Phần 3 này. Chiều cao H đây, Pitago tìm được luôn đấy. Ok, AB bằng căn 2 nhỉ? Đúng chưa? AB bằng căn 2 nhá. H bằng căn 2 đấy. Nhân với lại diện tích đáy là Pi R bình rồi. Đáy tròn Pi R bình. AC một là R một đấy. Một bình. Xịn 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 xịn. Căn 2 phần 3 Pi. Căn 2 phần 3 pi em ơi. Câu này phải là C. Only C. Được chưa? 33 nhá. 33 nhá. 33 33. Rồi được chưa? Mới gần 7 điểm thôi. Dưới 35 là toàn những câu cơ bản các phải làm chuẩn cho thầy. Sau đó thì 35 đến 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 50 thì mới dùng nhiều skill vào. Đấy là hơn nhau ở cái phần làm chuẩn đấy các. Được chưa nhỉ? 33 nhá. 33 nhá. Nào. Được chưa các em ơi? Xong chưa? Giờ hơn nhau chỉ ở hơn nhau ở chăm chỉ thôi. Học cả năm rồi. Đấy, giờ các em luyện đề nhiều là được nhá. 33 này, 33 này. Luyện để luyện đề xịn như này này. X nhân với em x. Nếu đặt u bằng x, dv bằng em x đấy thì
x nhân em mũ x dx bằng đậu xanh của nó. Đây, nhìn này, nhìn kỹ này các em. Đó. Được chưa các em nhỉ? Được chưa nào? Nhá, nhìn kỹ nha các em nhá. Ok, let's go, let's go. Nhìn này các em ơi. Xong giờ nhìn kỹ chưa? Nào. Đây. Này nó là UDV đấy các em. UDV này. Ok chưa nhỉ? Cái phần của UDV thì bằng cái gì em nhỉ? UV trừ đi. Ok, tích phân của VDU. VDU nhá. Được chưa các em? Em thấy cận rồi nhá. Cận từ này là từ 2 đến 3 đấy. Đây là 2 đến 3. Được chưa? 2 đến 3. Nhá. Đây công thức chuẩn rồi, em lắp vào thôi. Lắp vào. Đấy, em rút ra thầy đi. U bằng x rồi. Rút ra được là DV bằng DX. À D DU bằng DX. Được chưa? DV bằng em của x DX thì em của x DX nó chính bằng D của em của x đấy. E V ở đây bằng em của x. Lắp vào đây, lắp vào đây. UV, UV đây. Được chưa? Hoặc cái này em không thích em múa cột cũng được. Ok, nhưng mà con này dễ, không cần múa cột đâu nhỉ. UV này nó là x nhân với em của x nha các em nhé. Cận đây là 23 này. Trừ đi tích phân này các em. VDU em của x DX. Đó. Cận vẫn là từ 2 đến 3 các em nhé. Em của x DX nó là cái thằng hai lưng. Đấy, nguyên hàm giống, trước sau như một. Đấy. Trước sau như một, nó bằng chính em của x cận từ 2 đến 3 vào. Và chúng ta có được luôn, chốt kèo nhá. X nhân với em của x này trừ đi em của x này các em. Cận từ 2 đến 3 các em nhá. Được chưa? Ok chưa? Hay nó một cái khác, nó chính là bằng em của x nhân x trừ 1. Em của x nhân x trừ 1 cận từ 2 đến 3, 33 phải là OLI A. Nhá. Được chưa các em? Ngon lành chưa? Còn bạn nào thích thì múa cột cũng được, nếu mà thấy nó UDV nó năng nhàng quá thì em cứ múa cột thôi là ngon nhá. UDV này. Đó, múa cột chúng ta ngắn gọn hơn một chút. Cách thứ hai. U ở đây là bằng x này. Đấy, DV bằng em của x. Thế thôi. DX thì thôi không cần biết đâu. Đấy, các đạo hàm hai nháy nó về mò luôn. Đó, đạo hàm thằng thứ nhất. Đạo hàm x về 1, đạo hàm 1 về 0. Đây là nguyên hàm. Nhá. Cột này lấy đạo hàm, cột này lấy nguyên hàm. Em của x này, em của x này, đúng chưa? Đó, đan dấu này, cộng trừ cộng nhá, chéo chéo. Đó, em có được ngay kết quả luôn. Có được ngay kết quả luôn, bằng x nhân với này, em của x này. Đó, x nhân này của x. Trừ đi bao nhiêu nhỉ? Trừ đi em của x này. Đó, thế cận rồi là xong. Ngon này không? Đó, bằng em của x này nhân với lại bao nhiêu nhỉ? X trừ 1 nhân với lại cận đây, 2 3. Quá chuẩn và đẹp trai luôn. Đó, cách thứ hai nó ngắn gọn hơn. Nó đơn giản hơn. Nếu bạn nào không thích UDV nhá. 34 này. Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường y bằng 1 trừ x bình em nhá. Ok, y bằng 3, x bằng 1, x bằng 2. Được tính bởi công thức nào dưới đây? Ok, được của nó đấy. Rồi, hai hàm em ơi. Hai hàm nhá. Hai hàm. Này. Ok nhá. Let's go, let's go. Nhìn kỹ này các em. Nhìn kỹ nhá. Nhìn kỹ đấy. Được tính bởi công thức nào dưới đây này? Được tính bởi công thức nào dưới đây này? Nhìn kỹ chưa các em ơi? Nhìn kỹ chưa? Nào. Ok, diện tích hai hàm S này bằng tích phân từ A đến B đây, cận đây, chính nó. Cận từ 1 đến 2 em nhá. Chỉ tuyệt đối F trừ G. Ok chưa? 1 trừ x bình trừ 3. Được chưa các em? Chỉ tuyệt đối F trừ G nhá. Ok, ngon rồi, DX rồi. Đấy, thì bằng cái gì nhỉ? Tích phân từ 1 đến 2 thôi các em. Này. Ok, 1 trừ 3 ra trừ 2. Mà trị tuyệt đối của trừ x bình trừ 2 nó về là x bình cộng 2 rồi. Ngon chưa? Ngon. Còn cái gì nữa? Đúng chưa? Nào. Ok, diện tích nhá. Diện tích không có bi đâu. Ok, only C rồi. Ngon chưa các em? Xịn chưa? Hợp lý nhá. 34 phải là C. 34 phải là C. Được chưa các em? Thầy không rip y bắp em. Úi rồi, bao nhiêu tin nhắn thầy còn đợi rồi còn chưa kịp rip đây này. Nhiều mà. Mỗi ngày cả đống tin nhắn thì làm sao hết được. Tiếp tục câu 35 em nhá. 35 nhá. Được chưa? Gọi tên em là 7 điểm toán. Đói à? Đói thì làm gói mì tôm rồi vào đây làm quốc tiếp từ 35 đổ đi này các em. Bạn làm đi nhiều rất 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 nhiều skin. Đó. 35 nhá. 7 điểm thôi. Mới có 7 điểm đơn giản mà. Cho số phức Z1, Z2. Tìm số phức liên hợp của Z1 trừ Z2 à? Thôi mình cứ lấy trừ đi cho nhau trước cái đã, tính sau. Z1 nó là gì nhờ các em nhỉ? Menu 1 này. À menu 2 chứ nhỉ? Ok, 1 cộng y này các em. Trừ Z2 nhá. Trừ Z2 là 2 trừ 3y. Đấy, 2 trừ 3y nhá. Được chưa? Ok chưa các? Trừ 1 cộng 4y. Trừ 1 cộng 4y liên hợp của nó phải là trừ 1 trừ 4y em nhé.
trừ 1 trừ 4 y con này nó ly A rồi. Đơn giản chưa các chị? 7 điểm xong nhá. 7 điểm xong. Được chưa nhờ? Tiếp nhá các nhá. Ok, tiếp tục nào các bạn ơi, xong chưa? Tiếp tục nào các bạn. Ok, Thủy Linh, ô sao bây giờ mới thấy mách vào đấy? Mày vừa đi đâu ấy? 36 này. 36 đây, 36 này các. 7 điểm rồi, 7 điểm rồi. Mai có like nữa không à? Phải tùy thuộc vào cái độ chăm chỉ của các em. Đó. Mai nếu mà thích thì để làm cho các em đề trúng tủ nữa. Để chưa nhờ? Tí mua dầu chơi ông trợ lý. Tiếp tục nha các em nhá. Ok chưa nhờ? Nào, và chưa các bạn ơi, xong chưa? Thầy có biết tại sao nước biển nó có mặn không à? Cái đấy thì thầy không biết. Thầy chỉ biết lúc đẻ ra nước biển nó đã mặn rồi. Ok, tiếp nhá. Tiếp nha nào. 36 em ra đá nào đấy? 36 em ra đá nào đây? Let go nhá. Ok. Tiếp tục đi nào các bạn. Thầy chưa nhìn thấy đáp án của 36. Ui, nắm comment thế. Giờ thầy mới kéo, một đống comment giờ mới đọc được. Ok, tiếp tục nha các bạn nhá. Tiếp tục nhá. Nào, giờ mới ngủ dậy. Có lợi Tiến Dũng. Thôi 36 này. Modun của Z0 cộng Y với Z0 là nghiệm có phần nào âm. Bấm thôi, menu 922 này. Những cái này chúng ta lên để máy tính nó làm. Đấy, 1-48. Đó, thì được nghiệm có phần nào âm đây. Chính nó. Chính nó, đây chính là Z0. Cam lưu cho thầy ở nè cũng được. Đó, được ở nè thôi. Z0 cộng Y đúng không nhỉ? Menu 2 này, Z0 là A cộng Y thôi. 2 trừ Y em ơi. Module à? Module là chị đối của S. Căn 5. Ờ, xịn rồi. Olivia. 37. Nào. Cho điểm M và đường thẳng delta. Phương trình được cái gì vậy? Mặt thẳng nhỉ? Đi qua M và vuông góc với delta. Thì mặt phẳng thì em phải tìm điểm và phát tuyến. Đó. Ok chưa? Delta này này, nó vuông góc với cái mặt phẳng P cần tìm. Thì cái chỉ phương của delta nó chính là pháp tuyến luôn. Đây này, chia cho 1 em nhé. Đó, nó không biết gì em hiểu là chia cho 1 thôi. Đấy, ok rồi. Thì cái thằng này này, mẫu này này, nó chính là chỉ phương của delta. Và nó là pháp tuyến của mặt phẳng P cần tìm. Vậy thì em có phương trình mặt phẳng luôn đấy. Điểm có, pháp tuyến có nhá. Đó, nó ra được là 1 nhân với lại x cộng 1 này, cộng với 3 nhân với lại y trừ bao nhiêu nhỉ? Y trừ 2. Ok, tiếp tục này, trừ đi 1 nhân với lại bao nhiêu nhờ? Z trừ đi trừ 2 là cộng 2 rồi. Ngon đấy. Bằng 0, bằng 0, bằng 0. Rồi. Trả nước cho thầy nhá. X này. Cộng với lại 3y nhá. X cộng 3y trừ đi Z này. Hệ số tự do. 1 trừ đi bao nhiêu nhờ? 1 trừ 6. Trừ 2 nó bằng bao nhiêu đây? 1 trừ 6 ra trừ 5 rồi. Trừ 5 với trừ 2 ra trừ 7. Xịn. Ok nhá. Ok nhá. X này. Cộng 3y trừ Z trừ 7 này. 37 là A. Only A. 38. 38, 38. Nhá. Được chưa nào các em? Xong chưa? Mai làm đề tiếp được không thầy à? Ok, tiếp tục nhá. Tiếp tục nhá. Được chưa nào các em ơi? Được chưa nhờ? Tiếp tục chưa các bạn ơi? 38 chưa nào? 38 chưa? Các em thấy mệt chưa? Các em thấy mệt chưa? 38 nhá. 38 nhá. Này. Trong không gian nó ghi Z cho hai điểm MN. Đường thẳng MN có phương trình tham số là, có phương trình tham số là nhá. Em thấy mệt chưa? Thầy cũng bắt đầu hơi mệt một chút rồi đấy. Nào. Ok, tinh thần nó phải mạnh mẽ lên. Chữa vài câu nữa này. Ok, let's go nhá. Nào 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 nào, tiếp tục chưa các bạn ơi? 38 38. Đáp án chưa thấy nhiều đâu này. Comment mạnh lên nào các em ơi. Comment mạnh lên nhá. Trong không gian nó ghi rác cho hai điểm MN. Đường thẳng MN có phương trình tham số là. Thì đây các em nhìn kỹ này nhá. Phương trình tham số thôi. Cái này thì cực kỳ dễ rồi đúng không nhỉ? Cực kỳ dễ luôn này. Đấy. Ok, tiếp tục nha các em nhá. Tiếp tục nha. Nào. Đường thẳng MN đi nào các em. Điểm này với chỉ phương là xong thôi. Chỉ phương chính là MN luôn. MN luôn nhá. Cuối chữ đầu. 2 này. 3 trừ đi 1 là 2 tiếp à? Trừ 2 trừ 2 là âm 4. Vậy thì chỉ phương em chia tỷ lệ đi cũng được. Chỉ phương nó ra được là 11 âm 2. 11 âm 2 em nhá. 11 âm 2. Này là 22 âm 4 thì cũng đúng này. 112 là toang rồi này.
tỷ lệ to rồi, 11 âm 2 này, trừ 1 trừ 1 2 thì cũng đúng này. Đấy, có ba cái thằng A, C hoặc D nó trùng cái thằng chỉ phương rồi, chỉ phương là đúng đấy nhá. Được chưa các? Mới loại được mỗi B thôi. Còn cái điểm nữa, điểm thì em phải thay cái tọa độ điểm nào đẹp đẹp tí thì em phải thử thôi, thử thôi. Thay điểm M đây này, thay M vào từng đáp án một đi. Được chưa? Ok chưa nào các bạn ơi? Nhìn kỹ nhá. 2 này bằng này 4 cộng với 2T, thử ra na thầy nhá, xem nó đi qua M không nhá. Tiếp tục này, Y đây là bằng bao nhiêu nhỉ? 1 này bằng 3 cộng với lại 2T. Tiếp 2 bằng 2 trừ 4T này. Này chắc là không thuộc rồi. Các em nhìn kỹ chưa? Này thấy 2 này. Thay vào đây 2 ra T hình 0 rồi. T hình 0 mà thay đây là ra 1 bằng 3 là toang rồi. T hình 0 thay 2 bằng 4 là cũng toang rồi. Đấy, nhập có qua A loại nhá. A không đi qua M rồi. Câu C này, C này. Nhập có qua cho thầy đi. Có qua câu C em thay thử cho thầy. Nào. Ok, 2 bằng này trừ 1 cộng T nhá. Ok, 1 bằng trừ 2 cộng T này. Đó. Ok, tiếp tục này, 2 bằng 11 trừ 2T. Rồi, nhẩm có qua được cái thằng này T mấy? T mấy? Nào. T 3, đúng không nhỉ? T 3 thế đây. 3 trừ đi 2 còn 1 này, hợp lý. Thỏa mãn nhá. T 3, 3 2 là 6. Được chưa nhỉ? 11 trừ đi 6 nó ra bằng bao nhiêu? 1 trừ 6 nó ra tít là bằng ok nhá, 11 trừ 6 ra bằng 5 rồi, ra bằng 5. Thế thì thằng này không thỏa mãn rồi, C toang rồi, này chọn D đâu. Đó. Còn ông nào mà thấy run tay thì thử nốt vào. 10 thằng lại trả 9 thằng ra đây lại phải thử nốt ra D đấy. Nhớ ra run tay đúng không? Đi thi đấy. Làm gì có ông nào đẹp trai tự tin và không thử D. Được chưa nhỉ? 10 thằng là 9 thằng phải thử nốt ra D đấy. Nhớ ra trượt đúng không? Lại bảo là sai đi. Ok nhá. Tiếp nha các em nhá. Nào. Đấy, ông nào mà phải thử đấy, ấn chúng ta ăn D là buồn rồi. Đó, nhìn này, thay nốt vào. 2 này bằng trừ 3 này trừ T này. Đấy, 1 này bằng trừ 4 trừ T này. Và tiếp tục là gì nhỉ? 2 bằng 12 cộng 12T em nhá. Rút ra rằng T bằng mấy nhỉ? T bằng mấy? Này, T bằng trừ 3, T bằng âm 5 rồi. T bằng âm 5, đúng không nhỉ? Âm 5 nhá. Xịn rồi, tiếp tục âm 5 thế đây. Đây là trừ đi trừ 5 là cộng 5 này. 5 trừ 4 bằng 1, thỏa mãn này. Đấy, ok chưa? 12 này trừ đi 2 nhân với cộng 2 nhân với âm 5 chuẩn rồi, bằng 2, thỏa mãn luôn. Vậy thì câu này chắc chắn là D rồi. Đấy, D là đi qua điểm M nhá. Câu này thì cái tọa độ điểm M ấy với tọa độ điểm N nó không ứng với T hình 0 đâu. Nó không ứng với T hình 0. Em phải thay vào thử đấy. Nó ra cùng một T thì đúng nhá. Còn khác T thì sai. 39 em ơi, 39 ạ. Có 8 chiếc ghế được kê thành một hàng ngang. Ơi, sao đấy? Cái gì sai? 38D chuẩn đấy, 38D chuẩn. Đề sai. Đề không sai đâu. Ông nào ra mà câu 38 bảo đề sai đấy. Sai đêm được. Đêm thay vào đi qua điểm M ấy này. Đi qua điểm M rồi em ơi. Đi qua điểm M ấy này. Chỉ phương chuẩn nhá. Âm 1 âm 1 2 đúng rồi này. Đấy, em nhân được âm 1 vào ra âm 1 âm 1 2 chưa? Chuẩn chỉ phương rồi đấy. Em thay tọa độ điểm M vào đi qua luôn này. Được chưa nhỉ? Như ông quen nhìn cái này là toang đấy nhá. Được không? Đi qua điểm M em ơi. Thầy thay vào tọa độ M chuẩn rồi. Nhầm sao được. Ok chưa nhờ các bạn nhờ. Đề đúng. Câu làm kỹ vào. Câu này chữa bao nhiêu lần rồi. Đấy. Câu 38 một câu cực kỳ hay thi luôn. Cái này mấy cái dạng kiểu mấy năm trước hay thi này. Các em nào mà không làm câu 38 chắc chắn là các em làm cực kỳ ít đề. Và các em gọi là gì nhờ? Các em khinh thường những câu dễ. Đấy. Những câu nào mà nó cho cái kiểu này này. Nó cho cái kiểu này nó ra gì nhỉ? 2 trừ T này, 1 trừ T này, 2 đi nhỉ? 2 trừ 2 cộng 2T này. Là những câu đấy là những câu dễ. Đó. Ở đây này. Ở đây này. Ứng với T bằng âm 5. Đấy, câu này tọa đổi M ứng với T bằng âm 5. Chứ nó không ứng với T bằng 0 nữa. Bình thường thì nó đề bài nó dễ, nó cho T bằng 0 thì ra tọa đổi M ngay. Em khoanh được luôn đúng không? Những câu này này nó không cho T bằng 0 đâu. T bằng âm 5 em thay ở đây này. Có đúng ra tọa độ M không? Đúng chắc chắn luôn nhá. Được chưa các bạn ơi? Xác suất em rốt à? Ok nhá. Đấy. Câu này mà các em không làm được 38 là chắc chắn trượt rồi. Không phải 8 cộng được rồi nhá. Được chưa? Bạn nào mà sai câu 38 là phải về làm lại nhá. Nhưng cái dạng câu 38 này rất
hay thi luôn, và những cái đề đại học mấy năm trước này, nó toàn ra cái dạng kiểu kiểu này đó, phương trình đường thẳng nhưng nó không cho t bằng không đâu, nó không cho t bằng không đâu, đề thi các em làm quen t bằng không rồi đấy, bây giờ cho t bằng âm 5 là hỏng rồi. Được chưa nhở, để xịn nhầm thế nào được nhá. Được chưa các em ơi, xong chưa? Bây giờ nó là gần 11 rưỡi, các em có muốn chữa nữa không, hay là skin để riêng một hôm, skin để riêng một hôm nhá, xác suất có 39 để chữa sau đi, 39 đấy, được chưa? 39 thì trưa mai hôm nay là chắc là không để chữa hết cái đề được đâu, vì bây giờ nó còn rất nhiều nữa này đấy, có quấy này, cực kỳ nhiều skin giải nhanh luôn, chuẩn bị cho các em rồi. Nhưng mà bây giờ nếu mà học chữa hết cái đề này thì sẽ phải hơn 12 giờ, mà chữa đến hơn 12 giờ nó ảnh hưởng đến sức khỏe của em đấy, và thứ hai ảnh hưởng cả sức khỏe của thầy. Thầy không muốn cái điều đấy xảy ra, vì cái này cũng gần lúc thi rồi đấy, học muộn là nó cũng ảnh hưởng sức khỏe đúng không? Trước 12 giờ là được, ngủ trước 12 giờ là được nhá. Bây giờ thầy chữa thêm các em có 40 ấy đi, 40 có skin về tọa độ hóa đấy đúng không? Đấy, 39 để trưa mai thì chữa các em nhé. Ok em nhá, hẹn nhau là 10 giờ đi, 10 giờ nhá. Từ 39 đi thì hẹn nhau 10 giờ. Các em còn muốn chữa thêm có 40 nữa không? 40 thì 40 thì chữa thêm các em skin tọa độ hóa đấy nhá. Ok chưa? Còn lại từ 41 đổ đi thì chúng ta sẽ có xác suất thì chúng ta sẽ để chữa sau. Đấy, vì ở đây đúng cái thứ tự làm bài ấy, là câu 39 thầy sẽ làm sau, chứ đi thi thầy không làm trước câu 39 đâu. Đấy, mình làm câu 40 trước. Đó. Chuẩn, hôm trước phải dạy em cách làm đề rồi đúng không? Cách làm đề rồi. Câu nào mà làm lâu lâu ấy thì chúng ta phải để làm sau nhá. Đấy, câu nào có skin thì chốt trước, câu dễ cứ phải chốt trước đi. Bập bập vào mấy câu này xong cuối cùng ấy, mất thời gian rồi cuối cùng nhiều khi lại đích ra để làm sau nhá. SA vuông ở đáy này. Đấy, SA vuông ở đáy này. Chúng ta chữa nốt mấy câu nữa nhá. Chữa nốt mấy câu nữa đi nào. Bao nhiêu thì trưa mai để chữa tiếp cho các em. Đảm bảo là trước 12 giờ thì cho các em đi ngủ, được không nhỉ? Đấy. SA vuông ở đáy nhá. 40 này. Đây là go, let go. Đó. S này các em, E này, B này, C nhá. Được chưa nào? SA vuông về đáy. SA vuông về đáy nhá. AB bằng 2. Đấy, AC bằng 4. Vuông tại A. Xin rồi. Được không nhá? Góc giữa SC với ABC bằng bao nhiêu? SC này. Hình chiếu của SC trên đáy là AC. Vậy thì góc giữa SC với đáy chính là có SCA này, 60 là thằng này. Chính nó. M là trung điểm của AB, M đây. Đấy, được chưa các? Khoảng cách giữa hai thẳng SM và BC nha các em nhá. SM nối vào. Đây. Được chưa? Câu này tọa độ hóa đúng chuẩn bài luôn rồi. Đấy, em cắn vào. Bài này làm tọa độ hóa thì mất tầm khoảng 1 phút là ra thôi. Nhá. Đó. Em đọc hết cho thầy bốn cái tọa độ. S là 1 này, M là 2 này, B là 3 và C là 4. Đó, cái này chuẩn mô hình góc nhà luôn rồi. AB gắn với OX, AC gắn với OY và SA gắn với OZ là xịn. Đọc nhá, đọc nhá, đọc nhá. Chốt tọa độ đi cho thầy nào. Ok, let's go. Nào. SA bằng AC nhân tăng 60. SA bằng 4 căn 3. Ngon này. Rồi. Bốn tọa độ này, em đọc quen rồi, em nhìn phát ra luôn. Điểm S đọc đầu tiên đi, nào. 0 0 4 căn 3. Một cháu. Cháu thứ hai. Cháu thứ hai, điểm M đi, M đọc luôn. Đấy, M là trung điểm của AB rồi. AB 1. Đấy, thuộc OX nữa. Vậy điểm M thì dễ luôn, 1 0 0. Thằng thứ hai. Thứ ba là gì nhỉ? BC. BC đọc quá ngon lành rồi nhỉ. B thuộc OX luôn. B này có tọa độ là 2 0 0 em nhá. C thì thuộc OY. AC bằng 4, nó là 0 4 0. Bốn tọa độ đã đẻ ra rồi, bây giờ em vứt cái hình em làm được ngon này, không cần hình nữa. Khoảng cách này tính thầy ba cái vector là một, SM là một nhá, SM này cuối chữ đầu em nhá, cuối chữ đầu M chữ S này, 10 trừ 4 căn 3, 10 trừ 4 căn 3 nhá. Tiếp tục vector thứ hai là vector BC, BC đấy chính nó nhá. BC đây là chúng ta đấy, C trừ B em ơi, âm 240, âm 240 nhá. Âm 240. Xin rồi. Đấy, chúng ta có được luôn, có luôn nhá. Vector thứ ba này, vector thứ ba này. Vector thứ ba. Nào, một điểm thuộc SM, một điểm thuộc BC, thằng nào đẹp thì lấy. Đây, SM thì M đẹp hơn, lấy M. BC thì B đẹp hơn, lấy B. Vậy thì thầy lấy vector thứ hai đi, là vector MB đi. Đó. B trừ M em nhá. 1 0 0. Ba vector đã xong rồi. Em lưu vào E này. B này. C này, những cái này các em làm thành thục thì còn chỉ tầm mất 30 giây là xong. Và nhiệm vụ còn lại là bấm máy tính trong vòng
10 giây nữa ra đạo số luôn. Bấm này, menu 513 này. Là gì nhỉ? 1 này, 0 này, trừ 4 căn 3 này. Đó. Vector thứ 2, menu 523. Nhập vào. Âm 2 này, 4 này, 0 này. Vector thứ 3 là menu 533 nhá. Nhập C vào. Nhập như nhập hệ mà. Đó, bây giờ khoảng cách thì bấm như giải hệ phương trình luôn. Đó, rồi. Vector C đã xong. Khoảng cách này, trị đối. Trị đối. Quả gì nhỉ? Option 3 này nhân với option 4 này. Nhân vô hướng với C là cái gì nhỉ? Chọn số 2 đấy. Ok, là option 5, đóng ngoặc vào, xong tử. Chia cho trị đối của option 3 nhân với option 4 nhá. Với cái này thầy dạy các em công thức rồi, bấm mon máy ra luôn. Đây. Khoảng cách nó ra là 0,887. Nó hơi nẻ một chút thì bình phương lên là ngon. 48/61. Vậy thì khoảng cách nó chính là căn 48/61 các em nhá. Khoảng cách ra đẹp chưa các em? Căn 48/61 nhá. Ok, let's go. Rồi. Ok nào. Căn 48 chia 61. 4 căn 183/61 nhá. Câu này phải ra E. Xịn nhá. Đấy, E ngon nhá các em nhá. E ngon rồi còn gì nữa? Được không nhá? 41 này, 41. Bao nhiêu giá trị nguyên của M để cái hàm bậc 3 này nghịch biến trên R. Đấy, những câu như câu 41 này các em tương thẳng cái hệ của thầy luôn nhá. Vừa mới dạy bọn 2K3 xong ấy. Bậc 3 mà nghịch biến trên R tương thẳng cái hệ của thầy luôn. A âm và delta nhỏ bằng 0. Xịn luôn nhá, không nói nhiều. Rồi. 41 tương đương này này. -1/3 nhỏ bằng 0 luôn đúng. Được chưa? Delta nhỏ bằng 0 này các. Delta nhỏ bằng 0 này. Được chưa nào các bạn? Xong chưa? Nhá. Đấy, các em làm cái kiểu khoảng cách các em cứ ấn máy tính em làm, chả giờ nhầm. Nhảm như làm hệ luôn, các em mất tầm khoảng 1 phút, lâu thì 1 phút. Không thì tầm khoảng phút rưỡi, 2 phút là xong nhá. Delta này các bạn ơi, delta trong bậc 3 là luôn này B bình trừ 3AC nhá. Delta bậc 3 nhớ kỹ nhá. B bình đây. M bình này các em. M bình, được không nhỉ? M bình nhá. Trừ đi 3 lần AC. Đấy, 3 nhân âm 1/3 đây nó là cộng 1 rồi. Được chưa? Đấy, trừ 3 nhân âm 1/3 này nó là 1 cộng 1 rồi. Nhân AC, C đây. Chính nó nhá. C bằng -9. Vậy thì là M bình trừ 9 rồi. Ngon luôn. Ngon, nhỏ bằng 0 rồi. M lớn hơn hoặc bằng -3 và nhỏ bằng 3. Ok chưa? Mấy giá trị nguyên nhỉ? Cuối trừ đầu cộng 1 nhá các em nhỉ? 6, 1 là 7. 41 là A các em nhá. Được không nhá? Lại bảo là không được đi. Được chưa nhỉ? Ok chưa các em ơi? Xong chưa nhỉ? Nào. Ok, câu 42 là câu về vay trả góp thôi. Vay trả góp nhá. Cái này công thức thứ 3 rồi. Được chưa nhỉ? 42 cực dễ luôn. 42 cực kỳ dễ luôn nhá. Nào. 42 nhá. Thầy A vay một ngân hàng với cái gì đấy. 300 triệu nhá. Để trả góp mua xe. Mỗi tháng này bắt đầu từ tháng thứ nhất là trả 5 triệu. Đó. Ok chưa nhỉ? Cái này công thức rồi, công thức chuẩn rồi, công thức 3 này. Đúng không nhỉ? Trong cái phần lãi suất thì dạy các em trong live G rồi, có 4 công thức đúng không nhỉ? 4 đến 5 công thức đấy, 4 công thức. Thường sử dụng 4 công thức thôi. Đó, 4 công thức hay dùng nhất là dạng này, dạng công thức 3. Vay trả góp. Công thức là gì em nhỉ? TN này bằng này. Ok chưa nhỉ? A nhân với lại 1 cộng R tất cả mũi N này trừ đi A nhỏ nhân với 1 cộng R này tất cả mũi N trừ đi 1 chia cho R thôi. Được chưa các em? Đó, cái này đơn giản mà, chốt vào là xong thôi. Làm nhanh thôi. Ok nhá. Đây. Này, nhìn này. Hết nợ. Hết nợ thì TN bằng 0. Đó. Định nghĩa thì TN nó chính là số tiền còn nợ. Số tiền còn nợ sau N tháng. Đấy thì hết nợ ở TN bằng 0 nhá. Sau N tháng thì trả hết nợ. Rồi. Cục tiền ban đầu vay là 300 củ. Đấy, A lớn bằng 300 là số tiền vay ban đầu. R là lãi suất hàng tháng đấy. R là lãi suất nhá. 1 cộng R này là 0,65% này. Đó, mũi N là cần tìm đấy, trừ A nhỏ. Mỗi tháng trả 5 củ đây, A nhỏ này, số tiền trả hàng tháng. 5. Đấy, nhân với 1 đấy, cộng với lại 0,65% này. Tất cả mũi N trừ đi 1 và chia cho 0,65%. Để đây cầm xôn ra thôi. Đó. Xôn nhá. À thiếu chữ L. Đấy, xôn ra. Ra luôn. Ngồi giải này đến Tết Tây chưa xong. Bấm này các ơi. Không này, không thì em không cần bấm nữa đâu. Đó, 300 này nhân với lại gì nhỉ? 1 cộng với lại 0,65% nhá. Mũ x này. Đấy, trừ đi 5 nhân với lại phân số nhá các em nhá.
Ok, 1 cộng với 0,65% này nhá. Mũ x tiếp trừ đi 1 và chia cho 0,65% nhá. Xịn rồi, xôn thôi các. Xôn quanh tầm 60 đi. Đó, cũng được mà. Giá trị khởi tạo cho tầm 6 mấy, 7 mấy này. Đấy. Ok nha các nhá. Sau 76,29 tháng thì ông ấy hết nợ. Tức là gì nhở? Tức là em phải làm tròn lên là 77 tháng. Con này phải ra A, được chưa? Mới trả hết nợ được. Được không nhở? Nếu các em làm tròn xuống 76 ấy, nếu em quen quen đây, 76,29 tháng cũng làm tròn xuống là toang đấy nhá. Các em phải làm tròn lên, được chưa? Các em hiểu đơn giản như sau. Đúng 76,29 tháng thì hết nợ. Thì đây này, nếu các em chọn đáp án là 76 tháng ấy thì nó vẫn còn một tí, vẫn còn nợ một ít, nhưng làm tròn lên 77 tháng thì tháng cuối cùng ấy nó sẽ phải trả ít đi một tí. Tháng cuối cùng thì em phải trả nhỏ hơn 5 triệu đấy, nhưng mà vẫn phải trả đúng không? Đấy, chứ còn dư ra một tí cái này là quỵt nợ chết đấy nhá. Được chưa? 42 phải là A các nhá. Được chưa nhỉ? Làm tròn lên. Cái quy tắc làm tròn lên. Mặc dù có 0,29 thôi nhưng vẫn phải làm tròn lên nhá các nhá. 43 này. 43 các vị xác định cái kiểu hệ số này làm cực kỳ cơ bản luôn. Được chưa? 39D sai không thi nữa. Tiếp tục nhá, tiếp tục nhá nào. Let's go, let's go. 43 ra đáp nào các? 43 ra đáp nào nhở? Mới có 11 rưỡi thôi. Mới có 11 rưỡi thôi nhá. Trước 12 giờ cho các em đi ngủ nhá. Được chưa? Chữa nốt mấy câu nữa. Còn bao nhiêu thì trưa mai mình chữa tiếp cho các em. Được không? Đó, có điểm thì cái này phải đợi trợ lý của thầy á. Ông trợ lý ông ấy về sớm thì mai có điểm sớm, còn về muộn thì mai có điểm muộn, nó chắc chắn mai sẽ có nhá. Để cho các em ơi. Ok chưa? 43 này các em ơi, 43 này. Nào. Cho một cái hàm bậc nhất chưa bậc nhất này. Bảng biến thiên như sau. Tính tổng A cộng B cộng C này. Mấy cái dạng này rất chuẩn bài luôn nhá. Các em sờ điểm nào sờ ra A B C là được. Thế thôi. Giờ này, tiệm cận ngang là y bằng 3. Y bằng 3 nhá. Đây. X trên tử chia x dưới mẫu trừ A trên B bằng 3. Xịn chưa? Trừ A trên B bằng 3 nhá. Tiếp tục này, tiếp tục này. Bây giờ mình còn cái gì nữa? Tiệm cận đứng, nghiệm của mẫu đấy. C trên B bằng 1. Rồi, hai phương trình, còn phương trình nữa sờ đâu? Sờ đâu nó ra đáp án đây các em. Tổng các số ABC thuộc cái khoảng nào nhá? Nào, nhìn kỹ cho các em ơi. Bây giờ thì mình phải sờ vào cái điểm là x bằng 0 ấy. X bằng 0 nhá. Tổng ABC thuộc khoảng nào đây này? Nhìn kỹ nhá. Câu này làm qua 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 cũng dễ toang phết đấy, chứ không đùa đâu. Nhìn kỹ này. Các em rút ra được luôn đấy, rút ra được luôn là gì nhỉ? Ok, B bằng C nhá. B bằng C. Được chưa? Các em đưa về một ẩn thôi, xem nó thuộc cái khoảng nào được ấy mà. Cái này còn cái dấu hiệu là gì nhỉ? Dấu hiệu là đồng biến nữa đấy. Đồng biến là gì nhỉ? Đây. Đồng biến nhá các em nhá, em phải viết lại cho thầy đi này. Trừ đi AX ấy, cộng với 2 chia cho gì nhỉ? BX cộng với C, nhìn nó dễ chéo luôn đúng không nhỉ? Đấy, trừ A nhân C này, trừ AC này. Ok chưa? Trừ đi 2B đúng không nhỉ? Cái này phải dương. Phải dương, đồng biến mà. Đấy, còn cái này chưa dùng này. AC trừ 2B nó dương. Được chưa các em? Đấy, trừ AC nhỉ? Trừ A nhân C này, trừ đi 2B. Đó, nó phải dương nhá các em nhỉ? Dương hẳn mới đồng biến rồi. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ phải xem nó thuộc cái khoảng nào thôi. Sắp xỉ rồi nhỉ? B C các em nhỉ? B C này, nhìn kỹ này. Đến đây rồi, đến đây rồi nhá. Chúng ta sẽ có được cái gì đây? Sẽ có được gì đây? Thế ở đây này. Em thấy A với lại thế A với C theo B cho thầy đi. Thế A C theo B nhá. Nhìn này. Ok đây, các em nhìn kỹ rồi nhá. Rút ra được là A bằng trừ 3B. Vậy thì trừ A bằng 3B đấy. 3B nhân với C nha các em nhé. Đó, trừ đi 2B. Dương. Đó. B lại bằng C nữa thì rút ra phải là 3B bình. Trừ đi 2B dương. Đó, được chưa các em ơi? Ok chưa? Và đây em rút được cho thầy này. Cái này thì em rút được B nó sẽ thuộc cái khoảng nào đấy đấy. Được chưa nhờ? Hợp lý chưa các em? Hợp lý chưa? Rồi nhá, rồi nha, rồi nhá. Bây giờ em rút ra thôi, cái tổng ABC này này. Rút 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 rút. A đây. A đây nó sẽ bằng trừ AB này. Đúng chưa? A bằng trừ 3B đấy. Nhá. A bằng trừ 3B rồi. Cộng với B tiếp. Cộng với C thì bằng B tiếp này. Đấy. Thì cái tổng P này. Tổng P nó lại bằng bao nhiêu các em nhỉ? Tổng P này nó sẽ bằng bao nhiêu đây? Nó bằng B luôn đấy các em. B bằng B luôn. Vậy xịn rồi. Đúng không nhỉ? 2B này. 2B, à trừ B chứ nhỉ? P bằng trừ B em ơi.
B bằng trừ B em nhá. Ờ đấy, P bằng trừ B. Được không kia? Được không nhỉ? Đó. P bằng trừ B em nhá. P bằng trừ B. Rồi, bây giờ mình sẽ nhìn kỹ này. Mình sẽ nhìn kỹ này. Vậy thì khi B thuộc cái khoảng này này, em sẽ tìm được luôn đấy. Để tìm được luôn này. B nó điều kiện bậc 2 đúng không nhỉ? Cái nghiệm 0 với 2 hàn 3 đúng không nhỉ? B này nó sẽ gì nhỉ? Nằm ngoài khoảng nghiệm đấy. Khoảng nghiệm B lớn hơn 2 phần 3. Hoặc là B phải nhỏ hơn 0 đấy. Được chưa? Ok chưa? Đó, thì ở đây P sẽ có được những cái giá trị nào nhỉ? Ok, đấy. B nó mà nằm rồi. Đây, B lớn hơn 2 phần 3 hoặc nhỏ hơn 0 ấy, thì ở đây em sẽ ra trừ B. Nằm trong khoảng nghiệm thôi. Đấy, trừ B này, nó lớn hơn bao nhiêu? Trừ B nó lại sẽ lớn hơn trừ 2 phần 3 đấy. Và gì nhỉ? Nhỏ hơn 0 còn gì nữa? Được chưa? Đúng chưa? Ok chưa nhỉ? À, ừ đúng rồi. Trừ B, đúng chưa nhỉ? Trừ B lớn hơn 0 này. Ok rồi. Ok, tiếp tục nhá. Này, trừ B này các em ơi. Trừ B nó sẽ nằm trong khoảng nghiệm đúng không nhỉ? Trừ B này, nhân vào trừ 2 vế đi. Trừ B nó sẽ nhỏ hơn trừ 2 phần 3 này. Đó, trừ B. Lớn không? Đó, P đây nó sẽ phải là gì nhỉ? P sẽ lớn hơn, nhỏ hơn trừ 2 phần 3 hoặc lớn không à? Ừ, từ từ đã, cái chỗ này có điêu 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 chỗ nào nhỉ? Các em xem kỹ lại thêm một chút nhá. Kỹ lại một chút nhá. 2 phần 3 này. Ờ, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ok, let's go, let's go. P nó bằng trừ B này các em ơi. Trừ B nhá. Thì cái này B nó sẽ lớn hơn 2 phần 3 này. Hoặc là nhỏ hơn 0. Nhỏ hơn 0. Ok, trừ B lớn hơn 0. Hoặc là trừ B nhỏ hơn âm 2 phần 3. Sao nó lại ra ngoài khoảng nghiệm nhờ? Cái này có thể si ra chỗ nào đấy? Ừ, chỗ này này. Cái này hơi hơi lag tí này. Toang toang rồi. Các bạn đợi mình tí nhá. Đợi mình tí nhá. Rồi. Cái này em chốt được kèo chưa? Chốt được kèo ra P rồi này. P chỗ này nó chuẩn rồi nhờ. Chuẩn rồi đấy, BC mà. Ok, cái này nó trừ P rồi. P bằng trừ B em ơi. P bằng trừ B nhá. Đến đây rồi nhờ. Đến đây rồi, tổng các số này thuộc khoảng nào này? B thì em rút ra chuẩn rồi nhờ. Ở sau chỗ này lại toang nào đấy. Trừ A bằng 3B này. Ok, 3B bình này. Trừ 2B này. Ở xịn mà nhờ. Xịn mà. Đúng rồi đấy. Ở sao chỗ này nó bị nhầm 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 thế nào đấy các? Ừ, lạ nhờ. Lạ nhờ, lạ nhờ. 2 phần 3 này. Ok, ngoài khoảng nghiệm chuẩn rồi. Dương nằm ngoài khoảng nghiệm này. 0 với 2 phần 3 em nhé. 0 với 2 phần 3. Thì B nó sẽ phải lớn hơn 2 phần 3 hoặc nhỏ hơn 0. Thì trừ B này. Trừ B lớn hơn 0 này. Đó. Ok chưa nhờ? Trừ B đây sẽ nhỏ hơn trừ 2 phần 3. Sao nó phải ra cái khoảng khoảng kiểu gì chứ nhỉ? Sao nó bị ngược ngược lại kiểu gì nhỉ các bạn nhỉ? Ok này, nó nhìn nó hơi toang toang. Đâu nhỉ? Sao chỗ này này điêu điêu. Ơ công chỗ này tôi bị lag chỗ nào đấy? Được chưa nhỉ? Muốn ngủ rồi à? Ok, let's go. Sao đây, sao đây, sao đây? Trừ 3B. Đó, cái này trừ AC mà. Đấy, cái này em nhìn kỹ vào. Ok, cái này đúng rồi, 3B bình rồi. Không phải trừ 3B bình đâu. Đây này. Ủa, câu này, từ 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 từ. Câu này là mình hơi bị lag chút rồi. Bạn đợi mình tí nhá. Chuẩn vào nhá, chốt kèo kỹ nhá. Này, trừ AX này, cộng 2 này, BX. Cái này trừ C nhá. Ừ, chỗ này mình viết thiếu dấu rồi. Thảo nào nó bốc đất. Ừ, chỗ này thì nhìn nhầm. Nhìn nhầm. Đây, B trừ C nhá. Không đích nhắc tôi gì cả. Chỗ này tôi nháp nhầm, viết từ trên xuống dưới viết nhầm. Thế là bị đen. Rồi. Cái chỗ này nó phải là trừ C rồi. Vậy thì cái này là cộng AC, cái này trừ 3B bình rồi. Tách nào thấy nó điêu điêu. Rồi, cái này chuẩn đấy. Trừ 3B bình em ơi, trừ 3B bình. Vậy thì cái này đúng đúng là nằm trong khoảng nghiệm rồi. Đây. Cái này con ra B này. Đấy, cái này có hai nghiệm đấy. Cái này dương thì nằm trong khoảng nghiệm rồi. Nghiệm này là 0 với âm 2 phần 3. Ừ, đúng rồi đấy. B này nó sẽ gì nhỉ? B nó sẽ lớn hơn trừ 2 phần 3. Và nhỏ hơn 0 này nhá. Đấy, được chưa? Nằm trong khoảng nghiệm nhá. Đó, được chưa nhỉ? Cái này trừ 3B mình đấy. Rồi, rút ra trừ B này. Trừ B nó sẽ phải gì nhỉ? Trừ B nó sẽ phải lớn hơn 0. Và nhỏ hơn 2 phần 3 thôi. Để nó P đấy. Nhá. P thuộc khoảng từ 0 2 phần 3 thôi các. Ờ con này C chuẩn rồi đấy. 4 43 phải là C nhá, 43 phải là C.
chỗ này mình lại viết thiếu dấu trừ chỗ này được nhỉ? Các ông đếch nhắc mình gì cả. Buồn thực sự luôn đấy. Rồi, cái này cần lấy mẫu để chép nhầm nhá. Chép nhầm. B x trừ C này. Thế mà các ông đếch nhắc. Buồn thực sự. Chán quá, chán quá, chán quá. Có đọc comment đâu. Nhắc cho trôi cả kênh chat. Ok, được chưa nào các bạn ơi? Được chưa? Bên này xem nào còn những câu nào nữa nhỉ? Mấy câu tích phân khó này. 45 là một câu tích phân khó này, 46 này, được chưa? Ok, vẫn còn giờ nhỉ? Mình quốc nốt câu 44 nhá. Quốc nốt câu 44 thiết diện đúng không nhỉ? Thiết diện mình nón rồi, thiết diện nón quốc nốt câu 44 nhá. Quốc nốt câu 44 đi. Nhá. Có bao nhiêu thì trưa mai quốc nốt nhá. 44 một câu về thiết diện này. Đấy, mình còn một cái thiết diện như này nữa. Thiết diện qua trục của mình nón là một tam giác vuông cân. Đây, nhìn kỹ nhá. Này. Đấy, kẻ thẳng xuống thôi. Thiết diện qua trục một tam giác vuông cân như này. Cạnh góc vuông bằng 1. Cạnh góc vuông 1 nhá. Rồi. Ok. Cái gì nữa nhỉ? Một thiết diện qua đỉnh tạo với đáy một góc 60 độ thì cái em vẽ đây thiết diện SAB đi. Nhá. Đó. Nối vào chỗ này. SAB. Y là tâm, y là tâm. Bây giờ rút ra đi. Rút ra nào. Khoảng cách này, đấy thiết diện nhá, tạo với đáy một góc 60. Thì em gọi cho thầy là H là trung điểm của AB. Thì góc giữa SAB với đáy chính là góc SHI. SHI nhá. SHI bằng 60. Được không nhỉ? SHI bằng 60. Đấy. Bài toán giải quyết xong rồi đấy. Diện tích của thiết diện qua đỉnh. Diện tích của thiết diện qua đỉnh. Đây nó hỏi cái thiết diện SAB này, tức là diện tích của tam giác SAB. Diện tích của tam giác SAB nhá. Tam giác này cân tại F rồi. 1/2 SH nhân với lại AB. Xịn rồi. Đấy, diện tích chốt kèo, tìm SH với AB là xong nhá. SH với AB em phải tìm qua cái góc với lại tìm qua cái cạnh tìm qua đường sinh này. Đường sinh của anh nón bằng 1 rồi. Đường sinh của anh nón bằng 1, bán kính đáy bằng bao nhiêu các? Bán đáy bằng bao nhiêu nhỉ? Đấy, bán kính đáy nó bằng căn 2. Vậy thì à, đường kính đáy bằng căn 2, bán kính nó bằng căn 2/2 rồi. Bán kính đáy bằng căn 2/2 em nhá. Bán kính đáy bằng căn 2/2, xịn rồi đấy. Rồi. Được chưa nào? Các em vẽ riêng tam giác IAB cho thầy. Đây. IAB ra nhá. Rồi, tiếp tục nào, tiếp tục nào. Căn 2/2. Căn 2/2 nhá. Được chưa nào các? Được chưa nào? Ok, có SI bằng bao nhiêu nhỉ các em nhỉ? Em PGO tìm SI cho thầy đi. SI bằng 1/2 cạnh huyền rồi. SI cũng bằng căn 2/2 luôn. SI cũng bằng căn 2/2 luôn. Vậy thì tam giác SHI này. Đấy. S này. Đây, SHI đây, có góc H bằng 60 nhá. Được chưa nhỉ? Ok chưa? Em có SI bằng bao nhiêu đấy? SI bằng chiều cao căn 2/2 rồi. Đúng không nhỉ? SI bằng 1/2 đường kính đấy, đường trung tuyến. Đúng với cạnh huyền, bằng 1/2 cạnh huyền đó. Đường kính bằng căn 2 mà. SI bằng căn 2/2. Rồi, bây giờ em rút ra thầy được là cái thằng là SH đi. SH đấy. Sin 60, sin 60. Nào. Ok chưa? Sin 60 này bằng SI chia cho SH. Đấy, thì SH nó bằng SI chia sin 60 thôi. SI chia sin 60 nhá. Sin 60 thì nó là bằng căn 3/2 rồi. Căn 3/2. Đấy. Thì đây là căn 2/2 này. Chia cho mở ngoặc cho này là căn 3/2 thôi. Căn 6/3 nhá các em nhá. SH bằng căn 6/3. Đó. SH bằng căn 6/3 rồi. Bây giờ em tìm AB nữa là ngon rồi đấy. Tìm AB nữa nhá. AB em lại có cái tam giác SAB này này. Đúng không nhỉ? SAB. Ok a, à, chưa? Cái này dùng IAB đi. Thì IH là trung điểm AB này. Em tìm IH đi. IH bằng bao nhiêu nhỉ? IH trong Pythagore tìm cho thầy đi nào. Căn bậc 2 của SH bình nhá. Nó là S bình đấy, trừ đi SI bình à, 0,5 rồi. Ok, căn 6/6. IH bằng căn 6/6 nhá. Rồi, các Pythagore tìm được AH gấp đôi AB là xong. Được chưa các em? Nhá. AH gấp đôi AB. Rồi. Pythagore tiếp đi nào các em ơi. Căn bậc 2 này 0,5 trừ đi IH bình nó là 1/6 đấy. Rồi, AH bằng căn 3/3. Vậy thì AB nó bằng 2 căn 3/3 rồi. Đó, nhân vào nhá. Nhân vào thôi. Ok, 0,5 này nhân với lại căn 6/3 này các em ơi. Đó, nhân với lại gì nhỉ? 2 căn 3/3. Nó ra được là căn 2/3 các em ơi. Căn 2/3 con này ra D rồi. Đấy, diện tích xong nhá.
Dễ kết là B căn 2 trên 3. 44 là D thôi. Được chưa? Còn một câu về gì nhờ? Về xác suất thì trưa mai 10 giờ thì trước các em nhé. Đó, và 45 đến 50. Chúng ta có rất nhiều cách giải nhanh thì bây giờ cũng tương đối muộn rồi. Học tiếp thì nó ảnh hưởng sức khỏe của em nữa. Thời gian cuối này các em học trước 12 giờ thôi. Sau 12 giờ thì nó còn không 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 tốt. Thế từ 45. Chúng ta hẹn nhau vào trưa mai các em nhé. Trưa mai 10 giờ, nhớ chưa? Nhớ lịch chưa? 10 giờ tối mai. À trưa mai nhá. Hẹn gặp nhau, mình chữa nốt cho các em từ 45 đến 50. Cộng với lại câu xác suất nữa là tổng là 7 câu đấy, 7 7 7 câu nhá. Thì những cái cách giải nhanh thì chữa riêng ra một buổi đi để nó có nhiều cái thời gian hơn, nói chuyện với nhau nó dễ hơn nhá. Giờ mình nghỉ thôi. Chào tạm biệt tất cả các em nhé. Ok chưa? Giờ hơi muộn rồi, 45 rồi. Học muộn quá các em mệt, thời gian này nó không tốt đâu nhá. Ok, trưa mai 10 giờ nhá. Chào tạm biệt tất cả các em nhá. Chúc các em ngủ ngon và có một cái sức khỏe thật tốt này. Đó, ôn tập thật tốt trong cái thời gian cuối này. Còn ngày mai này các em ủng hộ thầy nhiều hơn thì tối mai thì lại cho các em thêm một cái đề trúng tủ nữa. Đồng ý thì thả tim cái rồi. Chúc nhau ngủ ngon rồi đi ngủ nhá. Được chưa? Nào, goodbye, chào bây giờ các em nhá. Goodbye, goodbye. Thầy kiến lụi á? Thầy kiến lụi đã đủ 1K đâu. Cái đấy lên được 9 950 thì không lại đánh tụt rồi. Lên 1K thì ông nào cáp được cái màn hình 1K gửi đây. Tôi gửi cái skin đánh lụi cho. Tối mai nhá, tối mai được không? Tối mai đánh lụi, tối mai lên 1K nhá. Tối mai lên 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 1K thì làm skin đánh lụi cho, được chưa? Ok, chúc các em ngủ ngon nhá. Goodbye, goodbye, goodbye.